Rồi hôm qua hôm kia gì vai Facebook fan fanpage like được mấy buổi, tự dưng bây giờ nó lại không cho like nữa, thế cũng buồn cười như lại. Chả hiểu nó bị làm sao thế là lại về trang cá nhân like vậy. Mọi người ơi, ai xem được chấm bài và chia sẻ bài cho em nha mọi người nhá. Xem được chấm bài đi để cho nó tăng cái lượng tương tác lên đấy các bạn. Các em thấy kể cả khi các bạn xem like để chốt đơn đi, cái nào các bạn không chốt nhưng bạn cứ chấm bài lên đi thì nó sẽ tăng cái tương tác lên nha mọi người nhé. Like em xả hết nha các bạn nha, nó mất tương tác dạo này bán chán quá, like em xả hết nhá. Đồng giá 10.000 nha. Rồi. Các bạn xem chia sẻ lên đi. Cảm ơn chị Bình Nguyễn nha. Người 12 người rồi đấy, dạo này Facebook xem chán thế chứ lại cứ chỉ like một lúc đã thấy ấy rồi. Rồi ok em, rồi em lên like cho các bạn nha. Chồng em cũng bảo là thôi bán lô rồi đi cho khách đi, lỗ thì lỗ rồi, bán đi cho người ta về người ta bán, còn mình thì bán cái khác. Thế nhưng mà hẹn hình như có cái sai đấy đấy, nhưng mà hẹn khách rồi đâm ra là đành nên phải lên like cho các bạn nhé. Hẹn mọi người rồi chứ em định đoán lô đấy, đâm ra là bán rẻ một buổi like đấy thôi. Rồi ok, tại bán rẻ một buổi like đấy cho các bạn về, các bạn chốt về cho bé mặc rẻ đẹp rồi nhá. Con này mới được 99% luôn nha các bạn. Với các bạn nhá, em bán rẻ rồi các bạn chia sẻ lấy cho em nhá, tại vì để lại Facebook nó mất tương tác nhiều lắm, thế đâm ra là em mới là cần mọi người là chia sẻ bài cho em nha các bạn nhá, để cho nó tăng cái tương tác lên. Chứ không á, nhiều khi ấy, các bạn chốt nhiều quá các bạn cũng chỉ cái nào ưng mắt thì các bạn mới chốt thôi, nhưng mà đêm nay lên là các bạn là chia sẻ bài cho em để cho người khác người ta chốt mới nữa. Chứ không ấy, không là sao là thật ế rồi. Thật sự là em chưa bao giờ em bán livestream mà em bán hai buổi tối chưa đủ vốn cho một kiện hàng. Sợ luôn. Rồi em lên nha, con này mới 99% cho em nha các bạn nha, thiếu mỗi cái tem thôi nha, cực kỳ mới luôn này. Con này là size cho bạn làm khoảng độ tầm 17 cân quay đầu cho em nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã mũ nha. 17 ký quay đầu cho em, chốt cho em mã mũ ạ. Mới đến 99% luôn nha các bạn nhá. Mã mũ cho em này. Mã mũ nha, rồi ok. Mã mũ. Rồi má mũ chốt cho Mộc An này. Mộc An nha. Đồng giá 10.000, hôm nay em không ghi giá nữa nha các bạn nha. Không ghi giá nữa. Rồi. Cái con này em không biết hôm qua chị nào chốt được mà em bây giờ em hỏi lại nha, em vứt ra tại vì nó bị bong mân mác. Tối hôm qua ai chốt được con này nha? Tối hôm qua ai chốt được cái con gió này đấy vậy? Cái con này hôm qua mới 100% đây này, bà nào hôm qua chốt được đấy hả? Để em ghi lại cho hôm qua đi, em không nhớ là ai chốt được luôn đấy. Cái này ai chốt được hôm qua, tối hôm qua đấy ạ. Con này là size hàng hiệu đây này. Hàng hiệu size 38 cân đổ xuống mang vừa đây này. Em không nhớ là hôm qua ai chốt được con này. Tại vì nó bị bong mất tem ra. Nó bị bong mất tem ra, bà nào hôm qua chốt được con này nhắc lại cho em nha. Nhắc lại cho em. Rồi, một cái áo bò sơ mi cho bé hiệu Blue Dog cho em này. Con này là size cho bé nào mà khoảng độ tầm 14-15kg mang vừa con này cho em nha. 14-15kg mang vừa con này cho em này. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã hiệu nha. 14-15kg mang vừa mã hiệu cho em. Mã hiệu cho em ạ. Rồi hiệu cho bà dâu tây nha.
hiệu cho bà dâu tây. Không, bây giờ em đang hỏi đã, nếu không ai nhận thì em mới like nha các bạn nha. Mái hiệu cho chị dâu tây này, cho chị dâu tây cho em nha, dâu tây nha. Rồi em lên một cái váy cho bé này, xinh cực kỳ luôn nha. Con này là size cho bé 25 cân cho đến 26, 27 cân đều mang vừa. Nói chung cứ 25, 26 cân, size 130 cho em nha. 25, 26 ký mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má đuôi cá cực kỳ đẹp luôn. Các bạn nhìn mới cứng luôn như này nhá. Em nói thật, em bảo rồi, em chưa bao giờ mở kiện hàng nào ra mà em lại bán khổ đến như cái kiện này luôn. Bán hai like không đủ một, không đủ vốn cho một kiện hàng luôn. Má đấy hết rồi nha các bạn nhá. Má đấy hết rồi. Rồi, một cái váy cho bé 22 kg quay đầu cho em cực kỳ đẹp luôn. Các bạn ơi, có 10.000 một cái, quá rẻ luôn. 22 kg đổ xuống mang vừa con này cho em nha. Bạn nào lấy con này này chốt cho em mã. Con này cũng hàng hiệu của Barbie Gap này. Má 120 cho em nha. Má 120 cho em này, đuôi cá của chị Bình Nguyễn nha. Đuôi cá của chị Bình Nguyễn nha. Đuôi cá của chị Bình Nguyễn này. Rồi, con này size 120 nha, 22 kg quay đầu cho em, má 120 của chị Phạm Thúy này. Lâu lắm mới thấy bà ủng hộ tôi đấy. Phạm Thúy này. Rồi, má 120 em hết rồi nha các bạn nhá. Một cái áo gió cho bé này, các bạn chẳng mua đâu được những cái áo gió mới như thế này, 10.000 đâu, em đảm bảo cho các bạn thế luôn. Mới cứng luôn nha các bạn nhá. Áo gió này size cho bé 22 cân quay đầu cho em, size 120 cho em này. Bà nào lấy con này nhá, gió này gió hai lớp nha. Bà nào lấy con này chốt cho em mã cam, chốt cho em mã cam nha, đồng giá 10.000 thôi nha các bạn nhá. Mã cam cho em, bán siêu rẻ, bán lấy tương tác, các bạn chia thương em thì chia sẻ like cho em nha các bạn nhá. 34 cân á, cũng có nhưng chắc ít đấy em ạ. Cũng có nhưng chắc ít nha. Rồi, cái con này nhá, size 60-70 này, size 60-70 khoảng cho bé nào 9 cân đổ xuống là mang vừa con này cho em nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã X nha, mã X cho em này, mã cam cho bà Phạm Thúy nha, mã cam cho, à đâu, em xem nào, em xin lỗi nha, mã cam này, mã cam để xem ai lên đầu tiên nha, cam của dâu tây lên đầu tiên ạ, cam của bà dâu tây lên đầu tiên nha các bạn nha, dâu tây này. Cam của dâu tây này, má ếch nha, má ếch này, ếch của Mộc An này, ếch của Mộc An nha, ếch của Mộc An này, ếch của Mộc An nha. Rồi, cái này siêu nhí cho bé tiếp nha các bạn nhá. Con này là size số 3, nhưng size số 3 thì cái chất này là chất em mà gọi là, em hay gọi nó là chất cao su luôn. Chất này mặc rất là sướng luôn. Con này là size cho bạn làm một khoảng độ tầm 8 cân nha các bạn nhá. 8 cân cho đến 10 cân mang vừa cái này cho em. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã số 8 nha. 8 đến 10 ký mang vừa mã số 8 cho em. Con dán cái này vào cho mẹ. Mã số 8 cho em nha. Bạn kém không chốt được à. Mã số 8. Mẹ ghi gì? Mã ấy kem hết rồi nha chị ơi, mã ấy kem hết rồi. Số 8 cho heo đánh đá nha, số 8 cho heo, con biết chữ heo, heo. Cái này nhá, cái quần này cho bé 8 ký nha các bạn nhá, 8 ký mang vừa cho em, 8-9 ký mang vừa, ai lấy con này chốt cho em mã sâu nha. Đưa phải xem nào. 8-9 ký mang vừa mã sâu cho em, mã sâu rồi ok. Mã sâu. Mã sâu nha các bạn nhá. Một cái sơ mi nha, một cái sơ mi hàng hiệu của không chưa ghi. Một cái sơ mi hiệu Forlat cho em nha, hiệu Forlat cho em cực kỳ đẹp, sơ mi cho bé gái này. Rồi má sâu, sâu cho Mộc An nha, sâu cho Mộc An. Mộc An, con đi Mộc An. Cái này size cho bạn nào tầm 10 cân, 1 cân đổ xuống là mang vừa, con này 12 kg bon chen được nhá. Bạn nào lấy con này này, chốt cho em mã chốt cho em mã 100 nha. Chốt cho em mã 100 này, mã 100 cho em nha, mã 100 nha. Ghi chuẩn vào cho mẹ không sao lại nhầm. Má 100 nha. Rồi em lên một cái siêu nhí cho bé tiếp này, xinh cực kỳ luôn nha các bạn nhá. Má 100 của bà Mộc An nha, Hải Lê sau này. Cái này là size cho bạn làm mà tầm 12 kg đổ xuống là mang vừa con này cho em này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã cây nha. 12. Đưa đây cho mẹ con không kìa. Mộc An nha. Mộc An này, đi vào nhà đi con. Cái này là size dụng mái gì nhỉ? Má cây cho em nha, 12 kg đổ xuống. Cái này mặc led wing cực kỳ đẹp luôn. Áo buộc dây sơ sinh chị cho hết vào hàng đuôi cho khách rồi, chị không nhặt. Cây cho heo này, cây cho bà heo nha. Một cái váy siêu mới cho em, mới tích tình tình luôn cho các bạn. Váy này các bạn bán, các bạn mở kiện váy ra phải bán đến 60-70 nghìn một cái váy, giờ bán 10 nghìn, con trời có chết người không, có chết lại. Mới cứng luôn nha các bạn nhá. Con này là size cho bạn nào tầm 22 đến 24 kg mang vừa con này cho em. Ai mua cái này được 10.000 đúng không các bạn? Các bạn đi
đi bao đồ kiện đã là 50 một cái váy rồi. Nếu mà các bạn đi bao đồ kiện là 50.000 một cái váy rồi, chứ lấy đâu ra mua được 10.000 mới cứng luôn nha các bạn nhá. Ai lấy con này chốt hoa nhí cho em. Chốt hoa nhí cho em, thấy Đạt Nguyễn nha. Chốt hoa nhí cho em ạ. Rồi cái này là size cho bạn nào tầm 22 kg đổ xuống là mang vừa quần ngố cho em nha. 18-22 kg mang vừa quần ngố này nhá. Còn một 18-22 kg mang vừa cái quần này cho em nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má ngố nha. Chốt cho em má ngố này, má hoa nhí của chị Bông Cúc nha. Hoa nhí cho chị Bông Cúc này. Hoa nhí của chị Bông Cúc. Cái này là má gì nhỉ? Nãy quên sư rồi. Má ngố, má ngố. Má ngố ạ. Một... Đây, điện phi trả thoại nữa, khổ thế chứ này. Toàn rơi được các bạn ạ. Thế này. Má này là má gì? Má ngố. Bạn ơi, giá này khác gì giá sỉ đâu bạn ơi. Nếu mà bạn làm mà chốt nhiều thì chốt nhiều ấy, nhưng mà các bạn trong mạng này các bạn chẳng chốt nổi nhiều được đâu. Rồi con này nhá, cái chất này chất co giãn như sợi cao su cho em nha, cực kỳ đẹp luôn này các bạn này. Con này 22 cân đến 25 kg quay đầu cho em, chất này mặc cực kỳ thoải mái luôn. Bạn nào lấy con này chốt cho em má xám nha. Má xám cho em này, má xám cho em nha. Con này là size cho bé 8 kg nha các bạn nhá. 8 kg quay đầu cho em này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má số 3 nha. 8 kg quay đầu má số 3 cho em. Má ngố cho chị Thúy Nguyễn này. Ngố cho chị Thúy Nguyễn nha. Thúy Nguyễn này. Xám cho bà dâu Tây này. Xám cho bà dâu Tây Huệ Nguyễn sau này. Dâu Tây này. Số 3 của chị Bông Cúc này. Số 3 của chị Bông Cúc nha. Đi vào nhà xem tivi đi con. Một cái áo sơ mi cho mẹ nha các bạn nha. Mẹ nào mặc 45 kg mang vừa con sơ mi này cho em nha. Con này hàng hiệu nha các bạn nhá. Hàng hiệu này size 45 cân đổ lùi cho em mới cứng luôn này. Bạn nào lấy cái này chốt sơ mi cho em nha. 45 kg đổ xuống mang vừa má sơ mi cho em này. Má sơ mi cho em nha. Đây là các bạn mua đâu được cái set váy mới cứng như này cho em 20.000 không? Tại vì đây là em ghép vào một áo và một yếm cho em nha. Cái set này 20 này. Size cho bạn nào một tầm 14-15 kg mang vừa cái set này cho em nha. 20.000 này, bạn nào lấy con này chốt cho em mã 289 nha. Mã 289 cho em nha. Mã 289 này. Sơ mi của bà dâu Tây nha. Sơ mi của bà dâu Tây này, mã 289 cho em ạ. Mã 289 nha. Con này là size cho bạn nào mà tầm 13 kg đổ xuống mang vừa, cái chất này mà cực kỳ thích luôn. Cái này đẹp, chất đẹp này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã chữ A nha. Mã chữ A cho em mã 289, 289 của heo nha. 289 của heo này. 289 của heo nha. 289 của heo này, mộc an sau nha, mộc an sau. Mã chữ A cho em nha, mã chữ A của bà Mộc An này. Mã chữ A của Mộc An nha. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 10 cân 11 cân đổ xuống mang vừa cái quần này cho em nha, mặc cực kỳ thích luôn. Bạn nào lấy con này chốt má 90 cho em này. Má 90 nha. Con này là size cho bé 10 cân 11 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má sọc, chất co giãn thoải mái nha. Má sọc cho em nha. Có thấy Huệ chứng minh nhưng mà bạn các bạn lên sau em sẽ không đọc mã nữa đâu. Các bạn lên sau em không đọc mã nữa nha. 90 cho bà Phạm Thúy này. 90 cho Phạm Thúy nha. 90 cho Phạm Thúy này, sọc sọc của bà Mộc An lên trước, Phạm Thúy lên sau này, Mộc An này. Rồi em đây một cái áo khoác gió cho con nha. Khoác gió này là size cho bạn làm khoảng độ tầm 14 15 kg mang vừa khoác gió này cho em nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã chốt cho em mã mèo nha. Chốt cho em mã mèo cho em này, mã mèo nha. Mã mèo ạ. Chỗ này cái bọn này nó vứt lợn xì ngầu hết lên thế này. Má mèo cho em nha. Má mèo mà. Má mèo của Phạm An nha. À của Mộc An. Má mèo của Mộc An lên trước này. Mèo của Mộc An nha. Áo này cho bé trai 25 cân đổ xuống mang vừa, hàng thể thao nha các bạn nhá. 25 kg đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má 25 nha. 25 kg mang vừa má 25 cho em. Một cái chân váy búp bê ri nha. Chân váy này là size cho bạn nào là tầm 22 kg nha các bạn nhá. 22 kg đổ xuống mang vừa cái chân váy này cho em. Bạn nào lấy con này chốt má 120 cho em nha. Má 120 cho em ạ. Đồng giá 10.000 nha các bạn nhá. Quá rẻ luôn. Má mèo em hết rồi nha các bạn nha. Má mèo hết rồi. Cái con này đó là dáng Barbie doll cho em nha. Dáng Barbie doll cho em này. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm để em nhìn cho. Như 13 cân đấy. Size 114 kg ạ.
14 kg đổ xuống mang vừa ấy, con này cho em, mà nào lấy con này chốt cho em mã sao nha. 14 kg đổ xuống mang vừa mã sao cho em, mã 25 của chị Bình Nguyễn nha. Mã 25 của chị Bình Nguyễn này. 120 là chân váy của Đào Nguyên nha. Của Đào Nguyên này, chân váy của Đào Nguyên nha. Chân váy của Đào Nguyên, em hết chân váy rồi. Má sao này, sao của Phạm Thúy nên đầu tiên, bông cúc thứ hai nha. Nguyễn Huệ có sai mã nha. Nguyễn Huệ sai mã. Một cái sơ mi hiệu cho bé, hiệu Levi's cho em nha. Nhưng mà nó bị một tí bẩn xíu ở đây nhưng không ảnh hưởng gì hết nha các bạn nha. Hàng hiệu mới cứng luôn này đấy. Rất là đẹp, một chấm nhỏ đây này. Rồi nha, cái sơ mi hiệu Levi's này, con này 14-15 kg mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt cho em mã lỗi nha. 14-15 kg mang vừa mã lỗi cho em. Một cái khoác váy cho em, à một cái khoác ngoài váy cho con nha. Size 13 cân đổ xuống mang vừa cái khoác váy này nha các bạn nhá. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã khoác nha. Mã khoác cho em nha. Có thấy dâu tây nhưng bà toàn lên sau thôi. Rồi mã lỗi nha, mã lỗi 14-15 kg mã lỗi cho em. Mã lỗi của Phạm Thúy này. Các bạn đừng đoán mã, đợi em đọc mã xong rồi đang chốt. Các bạn mà đoán mã sau là em đọc mã khác là các bạn không được đâu. Đấy, điện đi, điện thoại nó tí, cô chỉ có người nhắn tin đến phát cái là sập điện thoại luôn. Rồi mã gì nhỉ? Con này là mã khoác. Rồi một cái áo hot đi cho bé nha. Hot đi cho bé cực kỳ xinh luôn nè. Mới tinh luôn. Con này là size cho bạn nào mà tầm 14-15 kg mang vừa cái áo hot đi này nhá. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã mũ nha. Mã mũ cho em này. Má mũ này, má khoác này, khoác của ai nhỉ? Giá để đâu rồi? Giá 10.000 thôi mà, cần gì phải giá? À đây, để đây, bà Trang Đinh và ghi một, à đây, bà comment lên rồi. Má khoác, ô khoác là của ai nhỉ? Các bà qua nhanh quá, khoác của Phạm Thúy này. Khoác của Phạm Thúy này, má mũ này. Có quần nhé bạn nhé, má mũ của chị Bông Cúc này. Má mũ của chị Bông Cúc nha. Má mũ của chị Bông Cúc. Thử lại bốc nó ra để like cho nó nhiều nhiều, like cho nó dễ. Đây này. Một cái em có một cái áo này nhá, nó như không khác gì như là áo mưa size S cho mẹ nha các bạn nha. Cái chất này của nó này, nó sột soạt như là áo mưa, có nghĩa là áo này các bạn đi không chắc là không thấm nước đâu. Em nghĩ là không bao giờ thấm nước mưa nha các bạn nhá. Đây rất là xinh luôn. Size S cho mẹ mới đến 99% luôn nha các bạn nhá. Bạn nào lấy cái này nhá, chốt cho em mã mưa nha. Mã mưa cho em này. Má mưa nha, một cái áo thun nhưng cổ sơ mi phối bèo ở cổ này. À nó pha gen ở cổ như thế này nhá. Con này là size cho bạn nào mà tầm 17-18 kg quay đầu cho em. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã gen nha. Má gen cho em ạ. Má gen nha. Các bạn đừng đoán mã, em bảo rồi đừng đoán mã cho em. Đừng đoán mã, đoán mã là sau là các bạn vượt đấy. Má mưa này. Mưa của chị Bông Cúc nha. Mưa của chị Bông Cúc. Bạn nào mạng chậm ấy thoát ra vô lại thì thoát được. Má gen nha, gen cho heo này. Gen cho heo nha. Gen của heo này. Một cái quần legging cho bé này. Quần này 14 kg nha các bạn nhá. 14-15 kg mang vừa. Quần legging này cho em. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã số 1 nha. 14-15 kg mang vừa mã số 1 cho em. 18-19 kg mang vừa cái này cho em nha. Bạn nào lấy con này này, chốt cho em mã 110 nha. Mã 110 cho em ạ. Mã 110 nha. Một cái sơ mi cho mẹ này. À cho bé sao? Ừ cho bé. Số 1 này. Số 1 cho bà Ngọc Nhi nha. Số 1 của bà Ngọc Nhi này. Đấy, điện mới trả thoại nữa. Thế chứ lại. Số 1 của chị Ngọc Nhi nha. 110 của chị Thúy Bùi nha. Thúy Bùi này. 110 của chị Thúy Bùi nha. Số 1 bà Ngọc Nhi này. 110 của chị Thúy Bùi này. Một cái sơ mi cho em nha. Sơ mi này size cho bé nào mà tầm 38 cân nha các bạn nhá. 38-40 cân đổ xuống mang vừa với sơ mi này. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã nhí nha. 38-40 kg mang vừa mã nhí. Em có một cái áo parka cho bé trai nha. Cái này cực kỳ đẹp luôn, mới cứng luôn nha các bạn nhá. Ở đây đính sao như thế này này. Nó có cái dây rút ở trong eo đâu thì rút đến đấy cho em nha. Con này 40 cân đổ xuống mang vừa này cho em, trai gái mặc được, con gái thì mặc cá tính nha các bạn nhé. Ai lấy con này chốt cho em mã khoác nha. Có 10.000 quá rẻ luôn, các bạn là lượt lên bán con này 5-60.000 một con luôn. Mã khoác nha. Rồi khoác cho bà Gia Linh này. Khoác của Gia Linh nha. Tranh không nổi.
khoác của Gia Linh nha các bạn nha. Ai có đơn thì cố gắng nha, chốt sao lấy đủ cho em lấy 10 cái nha các bạn nha. Một cái quần bò nha các bạn nha. Đây là vải bò mềm cho em, đúng nó rộng nha. Ai con nhà ai vẫn còn đóng bỉm đóng ok nha. Con này là size cho bé 13 kg nha các bạn nha. 13 14 kg co giãn thoải mái đây này. Ai lấy cái này chốt cho em má bò nha. 13 14 kg mang vừa má bò cho em. Một cái body suit cho bé nha. Chất này cực kỳ thích luôn. Body suit này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 6 7 8 kg nha. 6 7 8 kg mang vừa má gấu cho em. 6 7 8 kg mang vừa má gấu cho em ạ. Má gấu. Ôi chị, tại vì chị hẹn khách rồi, chồng chị thì bảo bán hết, bán xí cho khách đi, nhưng chị lại hẹn khách like rồi để lấy tương tác, thế nên ra là chị lại like mất. Chị lại bỏ ra chị like mất rồi. Ok, quần bò này đẹp hết không bạn nào chốt à? Rồi má gấu, gấu cho chị bông cúc này. Gấu của chị bông cúc nha. Cái này là size cho bé nào mà khoảng độ tầm 16-17kg mang vừa con này cho em nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má chim nha. 16-17kg mang vừa má chim cho em nha. Má chim này. Một cái chân một cái quần váy cho bé nhá. 13-14kg mang vừa quần váy này cho em. Bạn nào lấy con này chốt cho em má bi nha. Má bi cho em nha. Quần bò em chứng minh thế thì nó bị ẩn comment rồi. Rồi cái bò cho Huệ Nguyễn này. Bò cho Huệ Nguyễn nha. Huệ Nguyễn này. Huệ Nguyễn nha. Huệ Nguyễn này. Ờ nó bị ẩn đấy. Ờ bi cho bà Phạm Thúy này. Bi cho bà Phạm Thúy nha. Bi cho Phạm Thúy này. Rồi em lên một cái nét ginh nha, cho bé 10 cân 11 cân đổ xuống mang vừa cái quần nét ginh này cho em. Ở nhà các bạn cứ cho con mặc những cái này cực kỳ thoải mái luôn. Vào lấy con này chốt cho em má số 10 nha. Má số 10 cho em ạ. Má số 10. Má số 10 cho em. Một cái quần hoa cho bé này. Quần bông nha các bạn nhé, rất chìa đẹp luôn này. Quần này size cho bé 14 cân nha các bạn nha. Phong suông cho em nha. 14kg mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má đỏ nha. 14kg mang vừa má đỏ cho em. Má số 10 của Huệ Nguyễn này. Huệ Nguyễn này. Số 10 của Huệ Nguyễn cho em này. Một cái áo cho con size 130 nha. Cái này xinh lắm luôn này. Size 130 cho em cực kỳ đẹp luôn nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má 130 cho em. 25 cân nha các bạn nha. 25kg đổ xuống mang vừa má 130 cho em nha. Ờ mang to ấy, mang to như hết rồi sao chị. Má số 10 em hết rồi nha. Má đỏ không bạn nào chốt à? Đỏ đẹp hết không ai chốt à? Má đỏ qua nha. Một cái quần váy cho bé nè, quần ngố lửng cho bé này. Con này size 22kg nha các bạn nhá. Quần ngố lửng cho bé 22 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con này chốt cho em má ngố nha. 22kg đổ xuống mang vừa má ngố cho em. 130 của chị Bình Nguyễn này. 130 của chị Bình Nguyễn nha. Em hết 130 rồi. Đây để em lên cái chỗ này đó. Size cho nó nhỏ nhỏ các bạn. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm size 101 cho em. 18-19kg đổ xuống mang vừa con này cho em, rất là xinh luôn này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má xanh nha. 18-19 18-19kg mang vừa má xanh cho em ạ. Má xanh cho em nha. Trời ơi, wow. Khui bây giờ em có khui kiện ở đâu, đâm ra không có măng tô đâu. Có mỗi cái đấy để dành cho con. Rồi má đỏ nha, má đỏ cho chị Thanh Nguyễn này. Đỏ của chị Thanh Nguyễn nha. Đỏ này chốt cho chị Thanh Nguyễn này. Ờ, Nga Dương ơi, chưa thấy đâu. Xanh này, xanh cho Huyền Trang nha. Xanh cho Huyền Trang này. Xanh cho Huyền Trang nha. Xanh cho Huyền Trang này. Em vứt lộn xộn quá, thế đâm ra là bây giờ cứ phải bốc. Tại vì hôm nay không xếp được. Rồi nha, cái con chuột Mickey này này, con này size cho bé 25-27kg mang vừa con này cho em. Ai lấy cái này chốt cho em má chuột. 25-27kg mang vừa má chuột cho em này. Má chuột nha, cái áo này cực kỳ lì luôn. Chất này mặc thích thích lắm này, mặc lì vải nha. 14-16kg mang vừa con này má bi cho em. 14-16kg mang vừa má bi cho em nha. Hôm nay em không chốt được. Má bi cho em này. Một cái quần nhỏ cho bé nha, 8kg nha các bạn nha. 8kg đổ xuống mang vừa, cái này nó là hoa nhí như này nha, mặc thoải mái này. Bạn nào lấy cái này chốt nhí cho em nha. Chốt nhí cho em này, chuột cho bà Gia Linh này. Chuột cho Gia Linh nha. Chuột cho Gia Linh này. Bi cho Bình Nguyễn này. Phí Thúy sai mã rồi. Bình Nguyễn này.
Má nhí nha các bạn nha. Con này là size cho bạn làm là tầm 16 cân nha các bạn nhá. 16 cân thôi, quay đầu này, ai lấy chốt má mũ cho em nha. 16 ký quay đầu má mũ cho em, má nhí này, má nhí của chị Bình Nguyễn nha. Má nhí của chị Bình Nguyễn cho em nha. Bình Nguyễn này. Nhí của chị Bình Nguyễn nha. Con này là size cho bạn làm là 18 cân nha các bạn nhá. 18 ký quay đầu cho em này, form rộng rãi to ngang, ai béo bụng mặc ok con này nhá. Ai lấy cái này chốt cho em má sọc nha. Má sọc cho em, má sọc này, má mũ của chị Thúy Bùi này. Má mũ. Mũ của chị Thúy Bùi này. Mũ của chị Thúy Bùi nha. Em có cái này đẹp quá này các bạn này. Cái này cho bé lớn thôi, cái này xinh lắm luôn nha. Đó áo khoác đấy các bạn nhá. Con này 25 cân, form ngang cho em. 25 cân đổ xuống mang vừa. Con này cho em 26 cân vẫn ok nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má cam. Con này đẹp cực luôn, áo khoác đấy các bạn nhé. Má cam cho em, má cam nha. Chẳng mua đâu được cái áo khoác như thế với giá 10.000 đâu, khẳng định luôn đấy. Một cái con này size 101 mới được 99% luôn nha các bạn nhé. Ống tay như nó suông như thế này này. Con này là áo khoác ngoài nha các bạn nhé. Bạn nào lấy con này chốt cho em má đen nha. Má đen cho em này, má cam của chị Bông Cúc Gia Linh sau nha. Bông Cúc này, cam của chị Bông Cúc nha. Một cái váy cho bé này. Con này chất cao giãn như sợi cao su cho em nha các bạn nha. Con này size cho bé 18 cân nha các bạn nha. 18-20 kg mang vừa cho em cổ lọ nha các bạn nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má váy nha. Chốt cho em má váy cho em này. Má đen, đen của heo nha. Đen chốt cho heo này. Đen chốt cho heo. Một cái áo bé dai nha. Con này 28 cân nha các bạn nhé. 28-30 cân đổ xuống là mang vừa. Con này má đỏ cho em. 28-30 cân đổ xuống mang vừa. Má đỏ cho em này. Má váy này. Váy của heo lên trước này. Váy của heo nha các bạn nha. Váy của heo nha. Con này là size cho bé 11 cân đổ xuống mang vừa. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má túi nha. 11 kg đổ xuống mang vừa má túi cho em nha. Má túi này. Một cái khoác gió mới cứng cho bé luôn này. Khoác gió này là hai lớp cho em nha. Con này là size cho bé nào mà tầm 32 cân nha các bạn nhá. 32 cân đổ xuống mang vừa. Con khoác gió này cho em mới cứng luôn nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má gió nha. Má gió cho em này. Má váy này. Ơi, điện bị chặt khoại nó bực hết cả mình ra. Em một tí này. Má đỏ của bà Gia Linh này. Từ đợi em một xíu nha. Má đỏ của Gia Linh này. Đỏ hết rồi này. Má túi của Mộc An này. Túi của Mộc An nha. Má gió nha. Gió của Đào Nguyên. Má gió chứ không phải má dớ. Má gió nha, comment đúng cho em nha. Má gió của Đào Nguyên này. Một cái áo đính kim sa này. Con này size 25-26 cân đổ xuống mang vừa. Con này cho em nó đính kim sa ở đằng trước nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má đen nha. 25-26 kg mang vừa má đen cho em này. Một cái áo Superman cho em nha. Con này chất co giãn như sợi cao su này, chất thích lắm này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má xanh cho em nha. 11 cân đổ xuống mang vừa má xanh cho em. 11 kg đổ xuống mang vừa má xanh cho em ạ. Má xanh nha. Má xanh ạ. Một cái quần bò cho bé nha các bạn nha. Quần này mới cực kỳ luôn. 18 cân quay đầu cho em nha. 18 kg đổ xuống mang vừa. Quần bò màu do này cho em nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má bò nha. Má bò cho em, má đen của chị Duyên Phạm nha. Má đen của Duyên Phạm này. Đen của Duyên và Phạm này. Xanh của chị Bình Nguyễn này. Xanh em chốt cho chị Bình Nguyễn nha. Bình Nguyễn này. Bò của Đào Nguyên nha. Bò của Đào Nguyên này. Con này là size cho bạn nào mà, size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 16-17 kg đổ xuống mang vừa. Con này cho em, bạn nào lấy con này chốt cho em má lá nha. 16-17 kg mang vừa má lá cho em. Một cái áo gió nhá, gió một lớp này. Một cái áo gió một lớp cho em nha. Con này 22 cân đổ xuống mang vừa. Con này cho em, bạn nào lấy con này chốt cho em má hiệu nha. 22 kg đổ xuống mang vừa má hiệu cho em này. Má hiệu nha. Màu tím là cái gì cơ? Xem mấy con màu trắng. Trắng á, làm gì có trắng đâu nhỉ.
Má ná của chị Thúy Bùi nha. Má ná của chị Thúy Bùi này. Hả? Ná của Thúy Bùi này. Hiệu có Phạm Thúy này chẳng ai. Hiệu có Phạm Thúy nha. Phạm Thúy này. Hiệu của Phạm Thúy. Cái áo này là các bạn nhá, mùa thu ấy, các bạn mặc phối thêm một cái áo thun dài tay bên trong cho bé, mặc cái này ra bên ngoài mặc phối với quần bò rất là xinh luôn. 18 cân nha các bạn, co giãn thích lắm này. 18 kg đổ xuống mang vừa con này cho em, mà nó lấy con này chốt cho em má mũ nha. 18 kg đổ xuống mang vừa má mũ cho em nha. Má mũ làm gì có màu trắng gì đâu nhỉ. Một cái áo cho bé này, con này size cho bé 18 kg quay đầu cho em mặc ở nhà nha các bạn nhá, mặc đi ngủ hay là mặc ở nhà cái này rất là thoải mái luôn này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má áo nha. Má áo cho em có thấy nga lê nha, má có thấy mà nga lê, má hiệu em hết rồi, má hiệu hết rồi nha các chị ơi. Em có một cái áo size to nha, hoodie size to này. Một cái áo hoodie size lớn nha các bạn nha, nó có mũ đằng sau, con này size S cho em nha, nhưng con này phải form 50 cân mới vừa nha các bạn nhá. 50 cân đổ xuống mang vừa con này cho em này, bạn nào lấy con này chốt má 50 cho em nha. 50 kg đổ xuống mang vừa má 50 cho em này, má 50 này. Size to. Em có một cái áo size to 35 kg nhá các bạn nha, 38 kg quay đầu đấy ạ. Cái chất này co giãn lắm nhá. 38 kg đổ xuống mang vừa con này cho em, bạn nào lấy con này chốt cho em má lơ nha, 50 của Phạm Thúy nha. 50 cho Phạm Thúy cho em nha. Không phải đi kìa. 10.000. Cái này nhá, size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 22 kg cho các bạn nhá, 22 24 kg quay đầu cho em. Con này nó có tông đơ bên trong, eo đâu thì zip đến đấy cho em nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má bò nha. Má bò cho em, lơ cho Phạm Thúy này. Lơ cho Phạm Thúy nha. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 14 cân nha các bạn nhá. 14 15 cân mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em má thỏ nha. 14 15 kg mang vừa má thỏ cho em, má đấy em hết rồi nha các bạn nhá. Một cái body cho bé này. Body cho bé 10 cân nha các bạn nhá. 10 cân 11 cân đổ xuống mang vừa cái body này, bạn nào lấy con này chốt cho em má body nha. Má body cho em, bò cho Phạm Thúy này. Bò cho Phạm Thúy nha. Một cái này là cái này tặng nha các bạn nhá. Cái này là cái quần mặc cặp cao ấy. Cặp cao cho bé mặc cho khỏi lạnh bụng nha, cái này em tặng nha. Ai lấy chốt tặng cho em. Thỏ cho chị Thúy Bùi này, thỏ cho Thúy Bùi nha. Con này là áo khoác ngoài cho em nha. Áo khoác ngoài cho em 35 cân đổ xuống mang vừa má khoác cho em. 35 cân đổ xuống mang vừa má khoác cho em nha. Má tặng này. Tặng của chị Thanh Nguyễn. À đâu, tặng tiếp tặng các bạn trôi nhanh đấy. Tặng của Mộc An nha. Tặng của Mộc An lên trước này. Mộc An lên trước. Cái chất này cực kỳ thích luôn nha. Không sướng cho giả lại cho em. Chất co giãn như sợi cao su. 18 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. 18-19 cân thoải mái này. Ai lấy con này nha, chốt cho em má má 19 nha. Má 19 cho em nha. Má 19 này, má khoác này. Khoác của Duyên Phạm này, khoác của Duyên Phạm nha. Con này mặc siêu đẹp cho em nha. Khiếp mua đâu được cái áo như thế này, giá 10.000 các bạn ơi, rất đẹp luôn nha các bạn nha. Con này là size cho bé 18 19 kg đổ xuống mang vừa cho em. Ở đây nó có cái dây rút ở bên trong nha. Các bạn eo đầu thì tự rút đến đấy cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má lính nha. Chốt cho em má lính 19 này, 19 Phạm Thúy lên đầu tiên này. 19 Phạm Thúy lên đầu tiên. Con này mặc bao lì cho em nha. Chất nó lì cực kỳ luôn nha. 35 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em má báo nha. 35 kg đổ xuống mang vừa má báo cho em nha. Má lính của Phạm Thúy lên đầu tiên, heo lên thứ hai, Đào Nguyên thứ ba nha. Mấy bạn sau không đọc mã nữa nha. Con này là size quần váy nha các bạn nha. Quần váy này, quần váy ngố lửng nhá. 25 cân đổ xuống mang vừa quần ngố lửng này cho em này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má váy nha. Má váy cho em này, má váy nha. Tại em vẫn lộn xộn lắm, đâm ra là không phải line đâu, line thì mới bốc được đến đâu, line đấy. Chứ nhiều khi các bạn thích size nhỏ nhưng mà chưa nhìn thấy luôn ấy. Con beo này chất lì cái này mà không bạn nào lấy ấy, cái này còn gái đấy, mặc cực kỳ thích luôn. Má váy nha, má váy của Phạm Thúy nha. Váy của Phạm Thúy. Con này 14-16 kg mang vừa má lơ cho em nha. 14-16 kg mang vừa má lơ cho em ạ. Má lơ nha. Một cái áo Superman cho bé gái này. Con này 22 cân nha. 22-24 cân mang vừa cái này cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má mũ nha. 22-25 kg mang vừa má mũ cho em. Má lơ này. Lơ cho Phạm Thúy đầu tiên nha các bạn nha. Lơ Phạm Thúy đầu tiên. Mấy bạn sau không đọc má nữa nha.
một cái váy cho bé nha. Con này chất bao bao thích luôn. Cảm giác sờ đầu tiên vào là các bạn thấy mát lạnh luôn nha. Chất rất chi là đẹp luôn. Con này là size cho bạn nào mà 25 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. Size 130 đấy ạ. Bạn nào lấy con này chốt má 130 cho em nha. Má mũ của Đào Nguyên nha. Má mũ của Đào Nguyên này. Má mũ của Đào Nguyên nha. Đây là tìm mấy cái nhỏ nhỏ nhưng mà chưa nhìn thấy hết đâu. À đây, bác phải bốc bên này nó mới có nhỏ nhỏ này. Đây. Tại bọn trẻ con ấy, hôm qua để vứt chồng đống rồi nó sáng này nó nghịch luôn. Nó quần tung té ra. Con này là size cho bé 8 cân đổ lùi cho em nha. 6, 7, 8 kg mang vừa cho em. Bạn nào lấy cái này chốt body cho em. 6, 7, 8 kg mang vừa má body cho em. Má 130, 130, 130 Phạm Thúy lên đầu tiên này. Phạm Thúy lên đầu tiên nha. Một cái váy siêu đẹp size 130 tiếp cho em. Con này nó là dáng bedroom nha các bạn nhé. Nếu con này nó là dòng Vin của người lớn ấy, là hàng trong Vin của người lớn, cái dáng bedroom như này là rất chi là có giá luôn các bạn ạ. Size 130 cho em, chất co giãn như sợi cao su, 25-26kg đổ xuống mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con này chốt cho em má bánh bèo nhá. Má bánh bèo cho em này, má body này, body nha. Body em chốt cho chị Ngọc Mai nha. Body của chị Ngọc Mai này, chị Ngọc Mai nha. Con này là size cho bé nào mà tầm 35 cân đổ xuống mang vừa cho em nha. Cái này các bạn mặc cho bé ở nhà rất là thoải mái luôn này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má cá nha. Chốt cho em má cá này, 235kg đổ xuống mang vừa má cá cho em này. Má bánh bèo nha. Bánh bèo này, bánh bèo của Phạm Thúy lên đầu tiên, Gia Linh thứ hai nha. Mấy bạn sao không đọc mã nữa này. Con này nha, xinh không? Cái con này là con ngựa Bondi nha các bạn nhá. 25 cân đến 30 cân nha. 25-30kg mang vừa con ngựa Bondi này. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má xám nha. Cá cho Đào Nguyên này. Cá cho Đào Nguyên nha. Một cái body cho bé này, 10 cân nha các bạn nhá. 10 cân quay đầu cho em. Bạn nào lấy con này chốt cho em má gấu nha. 10kg quay đầu má gấu cho em. Đúng rồi, bà đấy bà ấy. Mạng rất là nhanh luôn. Một cái quần legging nha các bạn nhé. Con này nó là vải bò mềm cho em này. Vải bò mềm cho em, má xám mà. Má xám, xám, xám. Xám của Phạm Thúy lên đầu tiên nha. Suy tuyển thứ hai nha. Bà Duyên Phạm thứ ba, sau không đọc nữa. Gấu cho Phạm An này. Gấu cho Phạm An nha. Cái quần này nó là quần legging nha. Vải bò mềm cho em nha. Rất là thích luôn này. Ai lấy con này nha, chốt cho em má bò mềm nha. Má bò mềm cho em ạ. Một cái quần ống loe nha các bạn nhé. Quần này nó là quần ống loe cho em này. Ống loe đấy lại là xẻ như thế này nha. Rất là xinh luôn nha. Cái này size cho bé 18-22kg mang vừa cho em nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má loe nha. 18-22kg mang vừa má loe cho em. Bò mềm của bò mềm của Mộc An nha. Bò mềm của Mộc An Nga Lê sau nha. Đấy là em còn nói nhanh đấy. Cho các bạn chốt cho nhanh. Đây nha. Con này nha, mới cứng luôn nha các bạn. Chất của nó lì cực kỳ luôn. Con này là size cho bạn làm ở tầm 16 cân nha các bạn nhé. 15, 16, 17 kg mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con này chốt cho em má lâu nha. Loe cho chị Thúy Bùi nha. À chị Thúy Bùi nha. Cái con này đẹp cực kỳ luôn nha các bạn nhé. Nhưng cái hình của nó bị dạn rồi nha các bạn nhé. Cái hình này nó bị dạn rồi này. Còn cái áo của nó thì mới cứng luôn nha các bạn nhé. Cái này em tặng nha. Con này là size cho bạn nào mà tầm 15 cân nha các bạn nhé. 15 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. Cái này em tặng. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má đỏ nha. Má lâu cho bà Mộc An này. Nâu cho bà Mộc An. Một cái đuôi cá này. Con này hàng của Western nha. Size 130 cho em hiệu này. Một cái váy hiệu cho em dáng đuôi cá màu hồng nha. Con này hàng của Western size 130 25-26kg đổ xuống mang vừa con này cho em nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má đuôi cá này. Má đuôi cá cho em, tặng má đỏ cho chị cho bà Phạm Thúy. Con này là size cho bé 22 đến 25kg mang vừa cho em má túi nha. 22-25kg mang vừa má túi cho em. Má túi cho em nha. Má túi này. Đuôi cá này, đuôi cá Thúy lên đầu tiên nha. Phạm Thúy lên đầu tiên, Đào Nguyên thứ hai nha. Một cái áo cho bé này, cô hình cô gái này. Con này là size cho bạn nào mà tầm 17-18kg quay đầu cho em nha. 17-18kg quay đầu cho em. Bạn nào lấy cái này chốt cô gái cho em nha. Chốt cô gái cho em, có size nhỏ nhưng mà giờ cái bọn trẻ con nhà chị ấy, nó vứt lộn xộn lắm. Nó ra phải tìm, cứ bóc đến đâu thì lên đến đấy. Mã túi này đẹp thế này không bà nào vừa à. Túi này xinh này không ai vừa. Đẹp dã man con đấy liền luôn. Rồi cái này nhá, chất co giãn như sợi cao su cho em này. Con này 10 cân 11 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt xám cho em. Cô gái cho Phạm Thúy nha, chị Thanh Nguyễn sau. Cô gái cho Phạm Thúy ạ. Đây là tìm. Một cái áo gió cho bé này, ống tay nó hơi bẩn về các bạn vò lại cho em nha. Ống tay này thì rất là mới luôn nha các bạn. À cái áo này thì rất là mới luôn. Nhưng cái ống tay nó hơi bẩn một tí xíu thôi, về giặt lại cho em nha. Mới cứng luôn. Áo gió này các bạn ra ngoài mua 5-70 nghìn một cái áo. Con này hàng hiệu đắt nha.
Con này hàng hiệu của bác là size cho nó để size 130 nhưng con này 130 không mặc được đâu. Con này phải size cho bé nào mà tầm 35 38 ký quay đầu cho em nha. 35 38 ký quay đầu cho em. Ai lấy con này nhá, chốt cho em mã 130 nha. Mã 130 cho em này. Mã 130 mã 8 ôi giời. Xám của Huệ Nguyễn nha, xám Huệ Nguyễn lên đầu tiên. Mã 130 cho em. Cái này đây này nó chỉ hơi bẩn tí xíu thôi, về các bạn vò nhẹ cái là đi thôi. Đây này các bạn nhìn không? Vò nhẹ cái là đi thôi, nó mới cứng theo gió luôn. Vò nhẹ cái là đi. 130 Phạm Thúy lên đầu tiên nha. Ôi giời. Đọc xong là một lúc hết hơi luôn đấy. Cái này cái quần cái đũng nó rộng như này đóng bỉm thoải mái cho em này. Con này size cho tụi bé 8 ký nha các bạn nha. 8 9 ký mang vừa con này cho em, mà nó lấy con này chốt sọc cho em. 8 9 ký mang vừa má sọc cho em ạ. À. Má sọc nha. Xám em lên trên cùng á. Xám này, Huệ Nguyễn lên đầu tiên nha. Phạm Thúy thứ hai này, Huệ Nguyễn thứ ba tiếp này, Mộc An tiếp này, Kiều Anh tận thứ tư, thứ năm gì cơ em ơi, em tận thứ tư, thứ năm cơ. Tận thứ tư, thứ năm ấy. Một cái nét ring cho bé 16, 17, 18 ký mang vừa cái nét ring này cho em nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má dài nha. Chốt cho em má dài này. Có thấy Phương Nguyên nha, nhưng mạng em chậm lắm, em toàn lên sau thôi. Toàn các bạn ấy chốt được 1, 2 mã rồi em mới lên này. Có thấy chị chịu rùa nhá. Con này 10, 11 ký đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt ếch cho em nha. 11 ký mang vừa má ếch cho em, má dài của bà Phạm Thúy này. Má ếch cho em nha. Quần này các bạn đóng bỉm thoải mái cho bé này. Con này là size cho bé nào mà tầm 8 đến 10 ký mang vừa mã voi cho em. Các bạn đóng bỉm những cái này này, các bạn nhìn cái quần các bạn cảm giác không thích cái đũng của nó đâu. Nhưng cái đũng như thế này này, các bạn nhìn này. Các bạn đóng bỉm cho con, không bao giờ cái đũng này nó bị xít vào bẹn của con ấy, đâm ra nó không bao giờ bị khó chịu. Đâm ra người ta may người ta đã thiết kế sẵn như này này, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Bé nào các bạn đóng bỉm lên xem, nhìn rất là yêu cái quần này luôn. Bạn nào lấy chốt mã voi cho em nha. Voi cho bà Duyên Phạm này. Voi của bà Duyên Phạm cho em nha. Voi của Duyên Phạm này. Má dài em hết rồi. Má dài thế con ếch không ai lấy à? Voi hết rồi nha. Voi hết rồi. Còn mỗi đứa con ếch rồi. Còn mỗi áo ếch kìa không lấy à? 8 ký nha các bạn nha. 8 đến 10 ký mang vừa cái này cho em. Mà nó lấy con này nha. Chốt cho em má nhí hoa lý nhí này các bạn xinh không? Má nhí cho em nha. 8 9 ký mang vừa má nhí cho em này. Cái con này nha. Cái chữ ở đây nó làm cái kiểu như này nha các bạn. Nhưng sau các bạn lại về và tại sao nó cứ như thế này nha. Cái chữ nó thế đấy. Con này size 22 24 ký mang vừa cho em, bạn nào lấy cái này chốt má chữ cho em. 22 24 ký mang vừa má chữ cho em, má voi em sau. Voi này, voi bà Duyên Phạm lên đầu tiên này. Mộc An thứ hai này, heo thứ ba nha. Em sau đấy, má nhí cho heo này, má nhí cho heo nha. Một cái áo dáng váy cho bé nha. Một cái áo dáng váy cho bé xinh không? Cái này ống tay nó sắn sắn như này, các bạn thích mặc đến mùa ấy các bạn tháo ống tay xuống nha. Còn nếu không thì các bạn lấy như này rất là đẹp luôn. Váy này size cho bạn nào 16 cân đổ lùi cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má váy nha. 16 cân đổ lùi má váy cho em, má chữ nha. Chữ của bà Phạm Thúy lên đầu tiên. Phạm Thúy bạn lấy hai mã chữ, các bạn bắt đầu với lấy mã. Các bạn với lấy mã nha. Mạng của bà này bán nhanh lắm, nhanh mà. Dùng 4G hay dùng gì thế bà ơi? Quần này 14 cân quay đều cho em này, 14 ký quay đầu cho em, quần dáng suông nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má sọc nha. Má sọc cho em, má váy của chị Bình Nguyễn nha. Váy của chị Bình Nguyễn lên đầu tiên này. Con này size 120 cho em, 22 ký đổ xuống là mang vừa. Con này cho em, bé nào bụng to 18 cân mặc ok nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt má 120 cho em này. Má 120 cho em nha. Má 120 sọc của chị Thanh Nguyễn này. Một cái áo gió, à một cái áo măng, cái con này gọi là chất gì nhỉ? Cứ gọi là áo gió nhưng nó không phải là áo gió, nó là cái chất khí gì ấy. Con này size 145 cho em nha. Size 145 cho em, 40 cân đổ xuống mang vừa. Con này cho em cực kỳ xinh luôn này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má gió nha. Chốt cho em má gió này, 120 của chị Thúy Bùi nha. 120 của chị Thúy Bùi này. Đây này các bạn nhìn đấy, bọn trẻ con nó quần đây này đấy. Nó lát tét ra nhìn, nó cứ lát tét ra ấy. Đến khổ. Một cái sơ mi cho bé 18-19 ký đổ xuống mang vừa mã sơ mi nha. 18-19 ký đổ xuống mang vừa mã sơ mi cho em nha. Cái con này đẹp này không bà nào vừa, size 40 cân không có ai con trai 40 cân là con ấy đẹp nhất ngoài vừa. Sơ mi này là size cho bạn nào mà tầm 26-27 cân. Nói chung là cứ 28 cân đổ xuống mang vừa con này cho em nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má vàng nha. Sơ mi của Phạm Thúy nha. Mã
Má gì hả chị ơi? Má ếch. Ờ, không thấy sao thì thế nào? Má ấy ấy. Không, không phải ấy. Mà sao không thấy? Chị Thanh Nguyễn ơi, chị chốt cái con ếch này đúng không? Đúng cái con ếch này thì ok cho em nha. Chị chốt con ếch này đúng thì ok cho em này. Đúng thì ok này, sơ mi em hết rồi nha. Ờ, thấy chị Bông Cúc nha, bắt đầu thấy rồi nha. Vàng của Phạm Thúy này. Vàng của Phạm Thúy này, má sọc đâu rồi? Má sọc nói gì? Nào như con má sọc, má sọc là cái gì nhỉ? Rồi ếch của chị Thanh Nguyễn này. Ếch của chị Thanh Nguyễn. Ếch của chị Thanh Nguyễn nha. Rồi cái quần cho bé dai này 11 cân nha các bạn nha. 11 cân đổ xuống mang vừa ấy. Quần này cho em vải kaki nha các bạn nha, vải kaki mềm này. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã số 9 nha. Mã số 9 cho em một cái gió bông bay cho bé này, các bạn mặc buổi sáng này. Buổi sáng buổi tối đi ra ngoài mặc có thể thay chống nắng được này, hoặc là mặc cho nó đỡ bị lạnh này buổi sáng buổi tối này. Đây, rất là đẹp luôn nha. Con này 14 cân, 16 cân mang vừa. Con này cho em, ai lấy con này chốt má tím cho em nha. Má tím em thấy mà, nhưng các chị nên sau má thì em không đọc thôi. Ờ, con này hàng của Tom Brandy, áo khoác lửng cho em nha. Áo khoác lửng cho em này, con này size 114 kg, quay đầu cho em. Bạn nào lấy con này chốt cho em má chuột nha. Má chuột cho em này, má tím này. Tím của bà Phạm Thúy này đầu tiên nha. Mộc An thứ 2 nha. Mộc An 2 này, thứ 2. Một cái body suit cho bé nha, mới cứng luôn nha các bạn nha. Body suit cho em mới cứng luôn này. Con này là size cho bạn nào một khoảng độ tầm 6 cân nha các bạn nha. 6-7 kg mang vừa cái body suit này cho em này. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã body nha. Chuột của Huệ Nguyễn này. Chuột của Huệ Nguyễn nha. 6-7 kg mang vừa cho em nha. Bạn nào lấy cái đấy chốt cho em mã body này. Con này 14 kg, quay đầu cho em. Bạn nào lấy cái này chốt mã bi. 14 kg quay đầu mã bi cho em. Còn nét vinh ạ. Quần bông hoa này, dáng suông này. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 16 cân nha các bạn nhé. 16 cân đổ xuống qua mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má bông nha. Body của chị Cúc này. Body của chị Cúc. À chị thích có body sơ sinh nếu em có một đống hàng xuất đấy. Rất là đẹp luôn. Con này hàng hiệu của Grab nha. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 38 cân đổ xuống mang vừa ống tay lỡ cho em. Má C nha. 38 kg đổ xuống mang vừa má C cho em này. Má hoa cho chị Thanh Nguyễn này. Hoa cho chị Thanh Nguyễn nha. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 14-15 kg mang vừa má sao cho em này. 14-15 kg mang vừa má sao cho em ạ. Con này mặc thoải mái này. 18-19 kg mang vừa má lơ cho em. 18-19 kg mang vừa má lơ cho em nha. Má C này. Ủa sao tự dưng cái máy này nó không nói lấy mã nữa này. Điên đấy nhỉ. Tự dưng nó không lấy mã nữa. Má C của Phạm Thúy này. Xe cho Phạm Thúy nha các bạn ơi, em tí này. Chuột là khí gì? Chuột hết rồi nha. Má sao của bạn Thùy Dương nha. Thùy Dương đơn mới inbox qua tớ nha. Sao cho Thùy Dương đơn mới inbox qua cho em. Con này là má lơ nha. Con này mặc thích cực luôn. Cái chất của nó mặc ôm sát body mà nó thấm mồ hôi nha các bạn. Nhìn nó bị cảm giác nó co vào đấy các bạn ạ. Nó co vào đấy. Khi các bạn lấy ra nó khắc tự giãn ra đây này. Đẹp cực luôn. 18-19 kg con này mặc thoải mái lắm. Mà nào lấy chất thì má gì nhỉ? Alo, má bi hết rồi. À má bi đây. Bi của Phạm Thắm, à Hoàng Thắm này. Bi của Hoàng Thắm. Body sơ sinh cho bé này. Con này 4kg, 5kg nha. 4-5-6kg mang vừa má kem cho em. 4-5-6kg mang vừa má kem ạ. Một cái váy hot đi cho em này. Một cái váy hot đi cho em nha. Con này là size 18-20 kg mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má hồng nha. 18-20 kg mang vừa má hồng cho em này. Má hồng này. Con này 22-23 kg mang vừa má tua rua nha. 22-23 kg mang vừa má tua rua. Má kem cho chị Bông Cúc nha. Má kem cho chị Bông Cúc. Một cái chân váy cho bé này. Chân váy bò nha. 18-22 kg mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má bò nha. 18-22 kg mang vừa má bò cho em. Má hồng cho chị Thúy Bùi này. Con áo này siêu đẹp luôn nha. Bà nào con trai mà không chốt được cái áo này là phí nha. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nha. Mới tinh luôn. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 11-12 cân đổ xuống mang vừa. Con này cho em má gấu nha. Má gấu cho em má tua rua nha. Tua rua là của Phạm Thúy nên đầu tiên. Chị Thanh Nguyễn thứ hai nha. Bò của chị Thúy Bùi nha. Bò của Thúy Bùi này. Con này là áo khoác ngoài nha các bạn nha. Áo khoác ngoài cho bé này. Nó là dạng lưới nên rất là dạng len chỉ như này này. Dạng len chỉ len nỗ này này. Con này size 120, 22, 23 ký đổ xuống mang vừa. Con này cho em má 120 nha. Má 120 cho em má gấu này. Gấu này. Gấu của Mộc An lên đầu tiên nha. Huệ Nguyễn thứ 2 nha.
Mộc An lên đầu tiên, Tiên Hệ Huệ Nguyễn thứ hai, Mộc An này. Body cho bé nha. Con này hàng hiệu của Uniqlo này. Con này 8kg nha các bạn nhá. 8kg quay đầu cho em nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã số 8 nha. 8kg quay đầu mã số 8 cho em. Cái gì gấu quá. Cái gì cũng chốt. Con này hàng hiệu của Ellie nha. Con này hàng hiệu của Ellie, áo khoác ngoài cho em này. Con này là size cho bạn nào mà tầm 14 15 cân mang vừa cái này cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã mã hiệu nha. Mã hiệu cho em này, mã số 8 nha, số 8 của Duyên Phạm nha. Số 8 của Duyên Phạm nha. Một cái body cho bé 10 cân nha các bạn nhá. 10 cân đổ xuống mang vừa cái này cho bạn em. Bạn nào lấy cái đây chốt cho em mã số 10. 10 kg đổ xuống mang vừa mã số 10. Con này chất co giãn thoải mái, 12 cân đổ xuống mang vừa mã lơ cho em nha. 12 cân đổ xuống mang vừa mã lơ nha. Mã hiệu của Huệ Nguyễn này. Hiệu của Huệ Nguyễn nha. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 22 18 22 kg nha, má mèo cho em. 18 22 kg mang vừa má mèo cho em này. Má mèo nha. Má lơ của Huệ Nguyễn này. Lơ của Huệ Nguyễn cho em này. Con này size cho bạn nào mà tầm 11 12 cân mang vừa má khỉ nha. 11 12 cân mang vừa má khỉ cho em này. Em có một cái áo màu lâu vàng bò măng tô kaki cho em nha. Con này chất rất là đẹp luôn, chất bao xích luôn. Con này nó đề size 130 này. Con này dáng dài nha các bạn nhé. Dáng dài nhưng con này 130 mặc rộng lắm nha các bạn nhé. Con này phải size cho bạn nào một tầm 30-32 cân đổ xuống mang vừa cho em. Đó là form măng tô kaki. Cái mũ của nó còn có luôn cả kính luôn, rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã 85 nha. Mã 85 cho em. Chất xuống lắm, chất con này thích lắm. Mã 85 cho em này. Mã mèo này. Mèo này. Mèo là của chị Thúy Bùi nha. Mèo của chị Thúy Bùi này. Chị ơi em vào mà không giành giật được cái nào luôn. Má khỉ của chị Thúy Bùi này. Khỉ mà chị của chị Thúy Bùi. Của chị Thúy Bùi. Má 85 của Phạm Thúy này. 85 của Phạm Thúy nha. Con này là size cho bạn nào mà tầm 12 cân, 11 12 cân đổ xuống mang vừa má bay cho em. 11 12 cân đổ xuống mang vừa má bay. Cái này là áo len nha các bạn nha. Nó là len khoác nha. Len khoác 25-28kg mang vừa cái len khoác này cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã 140 nha. Mã 140 cho em, mã 85 em hết rồi nha các chị ơi. Mã 85 hết rồi. Một cái quần cho bé này. Con này size 13-14kg đổ xuống mang vừa má tím cho em. 13-14kg mang vừa má tím cho em. Má bay của chị Thanh Nguyễn nha. Má bay của chị Thanh Nguyễn, má 85 này. 85 nha. Để em xem lại cho. 85 này, Phạm Thúy lên đầu tiên, Đào Nguyên thứ hai, Si Tuyển thứ ba, Duyên Phạm thứ tư, Niên Nguyễn thứ năm, Thanh Nguyễn thứ sáu, bà chị Bông Cúc thứ bảy, chị cuối cùng luôn nha. Chị cuối cùng luôn nha, tím của chị Thanh Nguyễn này, tím của chị Thanh Nguyễn này. Một cái body nha, body con hề này. Body hề này 10 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em má hề nha. 10 kg đổ xuống mang vừa má hề cho em. Con nên khoác đẹp nhưng không bạn nào lấy nên chỉ đấy, đẹp đấy. Con này nha, size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 13 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em má dày nha. 12 kg đổ xuống mang vừa má dày cho em này. Má tím của em đây chị nhìn lại nè. Tím này. Len 140 của Phạm Thúy nha. Len 140 của Phạm Thúy. Má tím của chị Thanh Nguyễn lên đầu tiên này. Tít xanh thứ hai này. Phạm Thúy thứ ba này. Em thứ hai mà, em thứ hai. Em thứ hai. Má dày. Má dày là của tít xanh này, tít xanh này có mã có đơn inbox nha. Tít xanh có đơn inbox cho em, dự bị cho chị Thanh Nguyễn này, sợ bán không đủ đơn. Dự bị cho chị Thanh Nguyễn nha. Một cái váy cho bé này, con này xinh cực kỳ luôn này, 30 cân nha các bạn nha, đẹp dã man liền luôn. Dưới này nó là vải bò mềm cho em nha. 30 cân đổ xuống mang vừa con này cho em, bạn nào lấy cái này chốt bò mềm cho em này. 30 kg đổ xuống mang vừa má bò mềm nha. Một cái váy nha, co giãn như sợi cao, à cái áo nha. Áo co giãn như sợi cao su, nó làm phối như kiểu như này nha, trong nó pha ren đấy ạ. Con này 22-25kg đổ xuống mang vừa, ai lấy chốt đen cho em. Má đen cho em, bò mềm cho bà Si Tuyển nha. Bò mềm của Si Tuyển này. Đây là tiếp em còn con áo gió này. Các bạn bảo đi mua đâu được những con áo gió mới cứng như này với giá 10.000 không, chẳng mua đâu được luôn, em khẳng định luôn đấy.
Con này size cho bạn nào mà tầm 45 kg nhá các bạn nhá. 45 cân đổ xuống mang vừa con áo gió này cho em này. Áo gió người ta toàn bán 70-80 nghìn, mình bán có 10 nghìn thế này. Bạn nào lấy con này nhá, chốt cho em má gió đỏ nhá. Má gió đỏ cho em nhá. Má gió đỏ này. Gió đỏ nhá. Má đen không ai chốt. Má gió đỏ nhá. Con này là size cho bạn nào mà tầm 13 cân đổ xuống mang vừa má khỉ cho em này. 13 cân đổ xuống mang vừa má khỉ nhá. Một cái áo len gân cho con nha. Len gân trắng này giống cái áo này, nó giống như cái áo con đấy, nó phối ở trong cái set yếm bò nha các bạn nhá. Gió đỏ của heo nha, gió đỏ của heo. Con này size 14-15 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này nha, chốt cho em má trắng nha. 14-15 cân đổ xuống mang vừa má trắng cho em, má khỉ này, má khỉ của chị Thúy Bùi nha. Khỉ của chị Thúy Bùi này. Má trắng này. Một cái sơ mi cho bé này. Sơ mi này là size cho bạn nào mà tầm 22 cân quay đầu cho em, 22-23 kg quay đầu má sơ mi cho em. 22-23 kg mang vừa má sơ mi cho em. Len gân trắng của Tít Xuân này, len gân trắng của Tít Xuân nha, Tít Xuân. Một cái sơ mi lớn nữa này, con này size 45 cân đổ xuống, con này chất bao đẹp luôn cho các bạn, chất nó sướng lắm. 45 cân đổ xuống mang vừa sơ mi này cho em, cái này của nữ nha các bạn nhé. Bạn nào lấy con này chốt cho em má kẻ nha. Má kẻ cho em này. Má kẻ, má khỉ em hết rồi nha các bạn ơi. Má khỉ em hết rồi, má sơ mi của Phạm Thúy nha. Sơ mi của Phạm Thúy này. Của Phạm Thúy. Con này size 12 cân formo body nha các bạn nha. 12 kg đổ xuống mang vừa, ai lấy con này nha, chốt cho em má dâu nha. 12 kg đổ xuống mang vừa má dâu cho em này, má kẻ của Đào Nguyên này, kẻ cho Đào Nguyên nha. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 10 cân, à quên, xin lỗi, 12 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy cái này nha, chốt má 12 cho em. 12 kg đổ xuống mang vừa má 12 cho em nha. Thế nào, đâu, nào má trắng nào. Trắng các bạn ấy kiện, không phải là má len gân trắng các bạn ạ. Thế thì má trắng đấy là của Mộc An nha. Cái con len gân trắng đấy. Má trắng đấy của Mộc An nha các bạn nha. Các bạn ấy bảo là không phải là má len gân trắng mà phải là má trắng nha các bạn nha. Em đọc má trắng nên là phải chốt má trắng. Má 12 của dâu tây này. 12 của dâu tây cho em nha. Ơ thế cái con này đẹp này không ai lấy à? Con khỉ này không ai lấy à? À khỉ, khỉ hoa này, à cái con đấy là con gì nhỉ? Cái váy này 18-20 kg mang vừa cho em, bạn nào lấy con này chốt má váy cho em nha. 18-20 kg mang vừa má váy cho em nha. Đây chị xem lại cho. Đây nha, em nói này, cái mã len gân trắng nha, bà Tiếp Xuân bà comment là len gân trắng này, xong Mộc An lên trắng này, heo đánh đá lên trắng này, Thùy Dương lên trắng này, Sinh lên trắng này, xong bà Tiếp Xuân mới lại lên được mã trắng nha. Bạn sau mà má váy của bà dâu tây nha, dâu của bà dâu tây này. Váy dâu tây này, dâu tây này. Con body này nha, body này 8 cân đến 10 cân mang vừa cho em, 8 kg, 8 đến 10 kg mang vừa. Bạn nào lấy cái này chốt body cho em này, 8 đến 10 kg mang vừa má body. 14-15 cân mang vừa con này cho em, cái này nó là bằng kim sa à gen nha, rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy con này chốt cho em má gen nha. 8 đến 10 kg mang vừa má gen cho em nha. Nhận được chưa? Sao đợt này làm sao ấy, nói sao đợt này làm sao, nó gửi trễ, gửi chậm thế này. Khách của chị cũng thế, kêu mấy đợt này làm sao Viettel đi chậm lắm. Body cho Duyên Ngọ nha, body cho Duyên Ngọ, đợt này Viettel đi chậm lắm. Có những đơn đó, chết rồi chị gửi tận Hà Lam, mà hôm chiều hôm nay chị gửi, mai người ta đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà ngay đây mới Bắc Giang, mà tại sao bộ đơn của em 4 năm hôm mà cũng chưa nhận được. Chưa nhận được, để tí chị kiểm tra cho, tí chị kiểm tra cho, khỉ em hết rồi nha, khỉ em hết rồi. Khỉ em hết rồi nha các bạn. Khỉ hết rồi. Ô cái con này đẹp như này không bạn nào chốt á. Cái này này, xinh này mà không ai chốt. Trời đất ơi, mua đâu cái này quá đẹp luôn mà không bạn nào chốt này. Này. Ờ đấy, hôm qua chị vừa mới gửi cho em chiều hôm qua xong mà hôm nay em đã nhận được rồi. Nhưng mà đơn của bà này sao chưa nhận được. Gen của chị Thanh Nguyễn nha. Ờ đấy, bà Hà Yên này nhá, ngay đây Bắc Linh mới chỉ cách có 20 cây thôi mà gửi 2-3 ngày mới nhận được hàng. Mà các bà tận Hà Nam mà đọc con kiểu nó theo tiến đi của nó ấy các em ạ. Nó theo tiến đi của nó, là nó đến trước là nó ấy mà là nó đi thôi. Rồi cái con này nhá, size em này là 14 cân đổ lùi cho em. Bạn nào lấy con này nhá, chốt cho em má sọc nha. 14 kg đổ xuống mang vừa má sọc cho em. Con body này siêu yêu luôn.
Bà nào chốt được con này cực kỳ đẹp luôn. Cái con này các bạn mua thêm cái tất cho em nha. Nó có cái tất đeo tận đùi cho bé, đeo tận đùi cho bé rất là yêu luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cái này là size cho bạn nào mà tầm 8 đến 10 kg, 8 kg đổ lại mang vừa cho em, 10 kg vẫn được nhá. Cái này nó co giãn mà, bạn nào lấy cái này chốt cho em má body nha. Má body cho em này, sọc này. Sọc của bà dâu tây nha. Sọc của bà dâu tây nha. Sọc của bà dâu tây, đúng rồi, nó theo cái ấy của nó ấy. Nhiều khi các bạn phải thông cảm cho em, tại bên vận chuyển người ta chuyển cho em cũng không có chuyển được. Con này size 100 nốt cho em, nó là phông quần gió cho em nha, mặc cực kỳ thoải mái luôn cái này nhá. Nó là gió đấy các bạn ạ. Ai lấy cái này chốt gió cho em, 18 kg đổ xuống mang vừa, má gió cho em này, má body này. Body mộc an nên đầu tiên, huyền trang thứ hai, duyên kiên thứ ba nha. Con len gân này cho bé này. Len gân cho bé nha, con này là size cho bạn nào mà tầm 12 13 cân đổ xuống mang vừa, má đỏ cho em này. 12 13 kg đổ xuống mang vừa, má đỏ. Một cái quần bò cho bé 22 23 cân đổ xuống mang vừa cái quần bò này cho em nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má bò nha. Má bò cho em, má gió của bà dâu tây nha. Gió, gió của Phạm Thúy lần đầu tiên, dâu tây thứ hai, đỏ này. Đỏ của Phạm Thúy này, đỏ của Phạm Thúy nha. Đỏ có Phạm Thúy này. Con này là size 120 cho em, 22 kg nha các bạn nhá. 22 23 kg đổ xuống mang vừa cho em. Con này bạn nào lấy con này chốt má cam cho em. 22 23 kg mang vừa, má cam cho em này, má bò này. Bò Phạm Thúy lần đầu tiên, đào nguyên thứ hai nha. Đào nguyên thứ hai. Con này size cho bé 13 14 kg mang vừa. Bạn nào lấy con này chốt mã cho em là má chó đi. Con này hàng hiệu Blue Dog nha. Hàng hiệu Blue Dog cho em má chó 13 14 kg mang vừa, má chó cho em ạ. Má chó nha. Em còn một con áo phao này 20.000 cho các bạn luôn này. Không mua đâu được các bạn, không bao giờ mua đâu được cái áo phao như này. 20.000 cho con nha các bạn nha, xuất sắc luôn. Nó chỉ đi mất một cái khóa thôi các bạn ạ, hai bên khóa nha các bạn, nên nó mới cứng luôn. Con này cho em một bên khóa bên túi bên này còn này, bên này thì mất cổ củ rồi nhá. Các bạn về thay cái lắp cái củ vào cho em. Các bạn ra ngoài mua mấy trăm nghìn một cái áo phao ngay, nắp đi móc nắp mất có 5.000 thôi em, lười đi nắp này. 20.000 cho em. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 35 cân đổ xuống mang vừa cho em cái áo phao này nha, mới cứng luôn nha. Ai lấy con này chốt má 20 cho em. Có 20.000 cái áo phao thôi nha. Má bao nhiêu nhỉ? Vừa đọc xong má không quên mất luôn. Má gì không biết. Không nhớ má gì luôn. Má cam của chị Thanh Nguyễn này. Má cam của chị Thanh Nguyễn, em không nhớ má gì luôn. Em vừa đọc xong má 20 à. Má chó của Phạm Thúy nha. Chó của Phạm Thúy lên trước này. Má 20 Phạm Thúy lần đầu tiên, Đào Nguyên thứ hai, Xì Chum thứ ba nha. Xì Chum chi tuyển thứ ba. Má 20. Ừ, cả hai cái của Phạm Thúy luôn này. Khổ thế chứ, đọc xong mã cái quên luôn. Con này nha. Con này size 101 cho em, 18kg đổ xuống mang vừa. Con này 19kg ok nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má sọc nha. 18-19kg mang vừa, má sọc cho em, má chó nha. Đây để chị xem cho, má chó chị kéo hết lên rồi đấy. Chó Phạm Thúy lên đầu tiên, dâu tây thứ hai, Hà Yên thứ ba, Huệ Nguyễn thứ tư, Thúy Bùi thứ năm nha. Mấy bà kia sau không đọc nữa nha. Sọc có heo nha, sọc có heo này. Con này của bé trai nha. Con này hàng hiệu của Disney này. Con này co giãn thoải mái này. 16 cân đổ xuống, 17 cân đổ xuống mang vừa. Con này cho em, bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má hiệu nha. Má hiệu, cái hàng này hàng của con chó chuột mắt đấy. Má hiệu cho em, cái áo này đẹp ơi đẹp, mà nó bị sứt ở ống tay. Cái này em tặng cho các bạn nha. Con này hình như hiệu đắt cốt hay sao, nó thấy có đè con cá sấu ở đây này. Đây này, các bạn cho bé mặc ở nhà nó chẳng sao hết, các bạn, nó sứt ở ống tay này thôi này. Con này chắc hiệu đắt cốt hay sao, thấy có con cá sấu ở đây này. Con này size cho bạn nào, ừ đúng rồi, chuẩn hiệu đắt cốt luôn cho em này, hàng hiệu xịn luôn này. Con này size cho bạn nào mà tầm 18-19kg quay đầu cho em. Nó là phông vuông nha các bạn nhá. Nó là sẽ lửng ở bên dưới và phần bên ngang to dành cho những bé béo lùn nha. 18-19 cân đổ xuống mang vừa con này. Ai lấy con này nha, chốt cho em má cá nha. Cái này em tặng má cá cho em. Tặng má cá cho em, má hiệu của bà Huyền Trang nha. Hiệu của bà Huyền Trang. Thiệt không chốt được cái nào luôn. Hả? Ờ, Huyền Trang cái đấy. Má cá cho em nha, má cá tặng cho Gia Linh này. Cá tặng cho Gia Linh, các bạn chốt má cho em một cái sơ mi vải đũi nha. Một cái sơ mi vải đũi cho em 22 cân đổ xuống mang vừa cái này cho em nha. Bạn nào lấy cái này chốt sơ mi cho em này. 22 kg đổ xuống mang vừa má sơ mi. Cái này nha, nó là body nha các bạn, nhưng cái chất body này nó là chất xô, mặc không khác gì như cái khăn xô lau mặt cho con đấy nha. Nó mềm, nó mịn thấm mồ hôi nha các bạn nha. Con này là size cho bé 8kg quay đầu cho em. Bạn nào lấy con này chốt số 8 cho em nha. 8kg mang vừa má số 8 cho em ạ. Má số 8 nha. Con này hàng hiệu của Ellie nha các bạn nhá. Sơ mi cho Phạm Thúy này.
Con này hàng hiệu của Ellie này Phạm Thúy. Con này size cho bạn nào mà tầm 14 15 cân mang vừa, con này má mũ cho em nha. 18 à 14 15 kg mang vừa má mũ cho em, số 8 cho Duyên Kiên nha. Duyên Ngọ. Số 8 cho Duyên Ngọ này. Ai lấy cái này chốt má mũ cho em, nó là hàng hiệu của Ellie đấy ạ. Con này chất cực kỳ thích luôn nha, chất của nó co giãn xuống cực luôn. Con này size 22 đến 24 kg mang vừa, con này cho em, bạn nào lấy con này chốt cho em má bi nha. Má bi cho em này, má mũ này. Mũ nha, mũ Gia Linh lên đầu tiên, Mộc An thứ hai nha. Mộc An thứ hai. Con này hàng hiệu của Levi's này. Con này hiệu Levi's cho em 14 15 kg mang vừa, ai lấy con này 14 kg thôi ạ. 14 kg thôi nha các bạn, cho rộng rãi. 14 kg mang vừa con hiệu Levi's, bạn nào lấy cái này chốt cho em má than nha. Má than cho em này, má than, má bi nha, bi của bà Phạm Thúy lên đầu tiên, chị Dịu Rùa thứ hai nha. Phạm Thúy đầu tiên, Dịu Rùa thứ hai. Một cái sơ mi cho bé này phải 45 kg nha các bạn, size một size này. Con này phải size cho bé nào tầm 40 45 kg đổ xuống mang vừa má sơ mi cho em. 40 45 kg mang vừa má sơ mi, má than của Gia Linh lên đầu tiên này. Huệ Nguyễn thứ hai này. Một cái quần netting cho bé nha. Một cái quần netting màu rêu này, con này mặc rất chất như sợi cao su, chất cực kỳ thích luôn. 16 17 cân đổ xuống mang vừa con này cho em, con này cứ 15 đến 16. 15 16 kg thôi các bạn ạ, 17 ngắn đấy. 15 16 kg mang vừa má rêu cho em nha. 15 16 kg mang vừa má rêu cho em ạ. Má rêu nha. Một cái áo hoodie mũ cho em này. Con này là size cho bé nào mà khoảng độ tầm 35 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má hình nha. Rêu cho Phạm Thúy này. Má hình cho em nha. Má hình này, 35 kg đổ xuống mang vừa má hình nha. Cái này size lớn này các bạn này, size to lắm này. Con này hàng hiệu của Tom Kit nha. Size 40 cân nha. 40 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy cái này chốt mèo cho em. 40 kg đổ xuống mang vừa má mèo. Sơ mi của chị Thanh Nguyễn nha, hình của Đào Nguyên nha. Hình của Đào Nguyên này, sơ mi này của chị Thanh Nguyễn này. Con này 18 19 20 kg mang vừa, chất dáng ôm body, eo đâu tự giãn ra đấy cho em. Bạn nào lấy con này chốt cho em má vàng nha. Má vàng cho em này, má mèo nha, mèo của Phạm Thúy này, mèo của Phạm Thúy này. Con này là của chị Thanh Nguyễn này. Má đỏ, đỏ là gì đấy bà ơi? Đỏ là gì? Con này là má gì nhỉ? Lại quên sơ má rồi. Má vàng, vàng của Phạm Thúy này. Vàng của Phạm Thúy nha. Đúng quá. Quần bớt nó ra để trên người nóng tắt cầm mồ hôi ra. Ơ cái con body này từ lúc đầu like rồi đúng không? Thả em like rồi, em nhớ em cầm rồi. Má vàng em hết rồi nha các bạn ơi, má vàng hết rồi. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 32 cân đổ xuống mang vừa. Cái này của bé trai, bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má cổ nha. 32 kg đổ xuống mang vừa má cổ cho em này. 10 cân 11 cân đổ xuống mang vừa má body này. 10 11 cân đổ xuống mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt cho em má body nha. Cái cổ nó làm kiểu này rất là yêu luôn này. Má body cho em, 10 11 cân đổ xuống mang vừa má body. Cổ cho bà Suy Tuyển nha. Cổ của bà Suy Tuyển. Con màu nâu legging này 14 cân đổ xuống mang vừa, nó là lâu sọc sọc như này nha các bạn nha. 14 cân đổ xuống mang vừa cho em, bạn nào lấy cái này chốt cho em má lâu nha. 14 kg đổ xuống mang vừa má nâu ạ. Một cái váy nha các bạn nhá, một cái chân váy cho bé 18 kg này. 18 20 kg mang vừa cái chân váy này cho em, bạn nào lấy cái này chốt má nơ cho em này. Má nơ cho em nha. Má lơ ạ. Một cái quần cho bé này. Quần này là cho bé nào? Con này hàng của chó, con chó này, hiệu con chó ấy. Cái này là size cho bạn nào mà tầm 13 cân đổ xuống mang vừa má chó cho em nha. Má lơ của chị Thúy Bùi nha. Má chó cho em này. Legging đen nha các bạn nha. Con này legging đen này nha. Con này size 100 này, 14 15 kg nha các bạn nha. 14 15 kg mang vừa cái legging đen này nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má đen nha. Má đen cho em này, má chó của chị Thúy Bùi nha. Má chó của chị Thúy Bùi này. Legging tiếp này, 16 cân nha. 16 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em má số 8 nha. 16 kg đổ xuống mang vừa má số 8 cho em, đen cho Phạm Thúy này. Đen cho Phạm Thúy nha, đen em hết rồi. Đen cho Phạm Thúy này. Má mơ là má gì? Má lâu chứ chị ơi. Chị Bình Nguyễn ơi, chị chốt má lâu này đúng không? Chứ làm gì có má mơ đâu.
Rồi mã số 8 của Phạm Thúy này, số 8 của Phạm Thúy. Nếu chốt cái này thì ok lại cho em nha. Cái nét ginh này cho bé 13 cân đổ xuống mang vừa nhá. Bạn nào lấy con này chốt cho em má bi nha. 13 cân đổ xuống mang vừa má bi này. Má bi cho em. Má bi ạ. Cái này Thắm lấy à, chị không thấy ok này. Mình trước mà. Mình trước là thế nào không hiểu, chị bảo là cái nào trước. Má số 8 á, số 8 Phạm Thúy lên đầu tiên này. Chị bông cúc thứ hai này, chị năm tư thứ ba nha. Chị sinh thứ tư nha. Má bi của Kiều Anh nha. Má bi của Kiều Anh nha, Phạm Thúy sau nha. Rồi cái này là của Hoàng Thắm này. Hoàng Thắm này. Con này nha, 25 cân nha. 25 26 kg đổ xuống mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy cái này chốt sọc cho em. 25 26 kg đổ xuống mang vừa má sọc ạ. Body này là size cho bé 8 cân 9 cân đổ xuống mang vừa má cam cho em. 8 9 cân đổ xuống mang vừa má cam cho em nha. Má cam này. Con này là size cho bạn nào, dáng form vuông nha các bạn nhé. Con này form vuông cho bé này. Form vuông ạ. 14 15 cân đổ xuống mang vừa con này cho em 14 kg thôi. Ôi cái hình này nó nứt rồi. Cái này em tặng nhá. 14 cân 15 cân mang vừa cái này tặng này, ai lấy cái này chốt tặng cho em này. Chốt tặng cơ. Cái con nét ginh đen á. Cho em xem cho. Nét ginh đen nha, Phạm Thúy lên đầu tiên, Kiều Oanh thứ hai, Hà Yên thứ ba, Thùy Dương thứ tư, Bông Cúc thứ năm, Heo thứ ấy, chị không đẩy má đấy nha. Chị ơi, chị không đẩy cái má nét ginh đen đấy đâu, không đẩy là má nét ginh đen. Má tặng này, má sọc của chị Bông Cúc nha. Sọc của chị Bông Cúc này, tặng cho Kiều Oanh này. Tặng cho Kiều Oanh nha. Má cam của chị Dịu Rùa này. Cam là body ấy nha. Cam body của chị Dịu Rùa. Chị không lên cái má đấy đâu. Nên thì em bán em để cho nằm. Không lên, không lên má đấy. Kiều không... Anh là cái con này mà. Đâu? Kiều Anh là cái tặng ấy. Cái này là size cho bạn nào mà khoảng đồ tầm 18 cân nha các bạn nhá. 18, 19 cân mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má sao. 18, 19 ký mang vừa má sao cho em ạ. Con này là size cho bạn nào mà khoảng đồ tầm 14 ký mang vừa má gấu cho em nha. 14 ký mang vừa má gấu này. 14 ký mang vừa má nhện nha. 14 ký mang vừa má nhện cho em ạ. Má nhện nha. Con này là má sao chứ. Má sao nha các bạn, comment lại cho em má nha. Má sao này. Má gấu này. Má gấu của Thùy Dương nha. Gấu của Thùy Dương này. Nhện của Phạm Thúy nha. Nhện cho Phạm Thúy này. Nhện cho Phạm Thúy. Má sao đấy là của ai? Má sao, sao của chị Thúy Bùi nha. Sao của chị Thúy Bùi. Con này nó là áo phông cộc. Các bạn mặc đến mùa ấy các bạn phải phối áo dài tay cho em nha. 22 kg đổ xuống mang vừa. Bạn nào lấy cái này chốt xám cho em này. 22 kg đổ xuống mang vừa má xám ạ. Một cái led ring cho bé 22-25 kg nha. 22-25 kg mang vừa má rêu cho em nha. 22-25 kg mang vừa má rêu. Cái chất này này, nó cái chất em bảo như cái các bạn cứ để ý về sờ em chất nha. Cứ những cái nào em bảo cái chất của nó giống như cái chất gạo cao su ấy. Các bạn nhìn lúc nào nó cảm giác nó bị sần lông nhưng nó không phải đâu. Nó kiểu như cái chất của nó như thế. Co giãn thoải mái cho em, chất này mặc thích. Cái chất của nó lúc nào nó cũng thế. Má rêu nha, má nhện hết rồi. Chị ơi bé em dậy em không xem được nữa. Rồi ok. Rêu cho Phạm Thúy nha. Rêu cho Phạm Thúy, nhện chị sau đấy. Nhện Phạm Thúy lên đầu tiên. Nhện Phạm Thúy đầu tiên, Thúy Bùi thứ hai nha. Thúy Bùi thứ hai. Ôi đọc. Con này hiệu Carter này, size cho bé nào mà khoảng độ tầm 13 cân, 12 cân thôi. 12 cân đổ xuống mang vừa má cua cho em nha. 12 kg đổ xuống mang vừa má cua cho em này. Một cái váy cho bé 25-28 kg mang vừa cái váy này cho em nha. 25-28 kg mang vừa má váy này. 25-28 kg mang vừa má váy cho em nha. Một cái quần cho em nha. Quần ở dưới này nó nằm bèo bèo như này này. 16-17 kg mang vừa quần bèo này cho em. Mà nào lấy cái này chốt gấu cho em nha. Chốt gấu cho em, cua của chị Phạm Thúy này. Váy của Thúy Bùi này. Váy của Thúy Bùi nha. Con này size cho bé 13 cân nha. 13-14 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. Mà nào lấy cái này chốt cho em má thỏ nha. 13-14 kg mang vừa má thỏ cho em này. Cái này con trai này.
Con này đóng bỉm thoải mái cho em nha, 12 cân đổ xuống đang vừa cái này cho em. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má chữ nha. Má chữ cho em nha. Má chữ. Má thỏ. Không ai chốt à? Rồi em lên một cái ấy này nha. Một cái áo size lớn cho bé này. Con này size 130 cho em nha. Đúng rồi, quân cua là của chị nhá, váy là của Phạm Thúy đúng không? Anh thế em đọc nhầm à? Thế em đọc nhầm đấy. Cua của chị Thúy Bùi này. Cua là cái hình con cua ấy, đằng sau đít ấy. Vừa xong cái quần này. Đây đây, cua đây đây, đây đây. Cua đấy của ai? Cua là của Phạm Thúy. Cua là của Thúy Bùi. Đổi hai mã lại nhau là được. Đổi sang cái quần này. Không, đổi sang cái váy kia. Váy đấy là của Phạm Thúy. Đấy, Phạm Thúy, Thúy Bùi đọc phát lộn hết cả lên này. Thế để em đổi lại mã cho. Rồi hết mã váy rồi. Quần này đẹp hết mà chốt. Con này nhá, size cho bé nào mà khoảng độ tầm 28 cân đổ xuống mang vừa. Con trai nha các bạn nhé, bạn nào lấy con này nha, chốt mã đỏ cho em nha. 28 kg đổ xuống mang vừa mã đỏ này. Thỏ cho Hoàng Thắm nha. Thỏ cho Hoàng Thắm này. Một cái quần short cho con nha. Một cái quần short cho bé gái này. Con này là size cho bạn nào mà tầm 18 kg mang vừa quần này cho em này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã short nha. 18 kg đổ xuống mang vừa mã short cho em này. Cái quần legging cho bé 14-15 kg mang vừa. Ai lấy cái này chốt má bi cho em nha. 14-15 kg mang vừa má bi cho em nha. Má bi. Shop bán rồi kìa. Có duyên phạm. Con này size cho bé 13 cân mang vừa cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má áo nha. 13 kg mang vừa má áo cho em. Má shop của em hết rồi. Thành nhau. Shop quá đẹp. Con này size nha, co giãn thoải mái như sợi cao su này. Con này 14-15 kg mang vừa má xe cho em nha. 14-15 kg mang vừa má xe cho em. Má bi của chị Bông Cúc nha. Má bi của chị Bông Cúc này. Con này 16-18 kg mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má hồng nha. 16-18 kg mang vừa má hồng nha. Má hồng cho em này. Má xe của chị Thanh Nguyễn này. Má xe của chị Thanh Nguyễn, chị Thúy Bùi sau nha. Cái này dáng ôm body cho em 14 kg mang vừa má hoa nhí nha. 14 kg mang vừa má hoa nhí cho em ạ. Má hoa nhí nha. Con này là size cho bé 22 kg nha. 22 kg đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt than cho em. 22 kg mang vừa má than cho em. Má hồng của chị Thanh Nguyễn này. Má hồng của chị Thanh Nguyễn nha. Một cái áo khoác nhé các bạn nhé. Áo khoác ngoài cho em này. Con này 25 cân, 22 cân thôi. 22-25 kg mang vừa. Ai lấy chốt khoác cho em này. 22-25 kg mang vừa má khoác nha. Một cái áo phông ngang cho con này. Con này size cho bạn nào mà tầm 14-16 kg mang vừa. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má xám nha. 14-16 kg mang vừa má xám cho em. Má bi, má hồng. Cái má đấy em hết rồi nha các chị nha. Má đấy hết rồi. Con này 14 cân đổ xuống mang vừa má x cho em. 14 kg đổ xuống mang vừa má x này. Áo cổ lọ 3 phân cho em. 25 cân đổ xuống mang vừa má đen nha. 25 kg đổ xuống mang vừa má đen cho em. Xám cho Phạm Thúy này. Má đen cho em nha. Má đen. Con này nó là cổ 3 phân đấy nha các bạn nha. 17 cân, 18 cân đổ xuống mang vừa má hoa nha. 17-18 kg mang vừa má hoa cho em. Ếch cho bà Thùy Dương nha. Ếch cho Thùy Dương này. Má hoa cho em. 17-18 kg mang vừa má hoa cho em nha. Con này là size cho bạn nào mà tầm 16 kg nhé các bạn nhé. 16 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má đỏ nha. 16 kg mang vừa má đỏ cho em này. Má hoa của chị Thúy Bùi nha. Hoa của chị Thúy Bùi này. Con này size 30 cân đổ xuống mang vừa má dày cho em nha. 30 cân đổ xuống mang vừa má dày này. Má dày nha. Legging này 18 cân, 19 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má dài nha. Má dài này, 18-19 kg đổ xuống mang vừa má dài cho em nha. Con này 22 cân đổ xuống mang vừa má hình nha. 22 kg đổ xuống mang vừa má hình. Đỏ của chị Bình Nguyễn này. Giày là của chị Duyên Phạm nha.
dày của Diên Phạm nha. Xá bò nào, bây giờ chị dịu rùa, em chẳng biết chị từ nãy giờ chị có được cái nào đâu. Má dài nha, bây giờ chị bỏ comment chắc còn độ đến tầm em nay gần hết kiện rồi, bây giờ chị bỏ xá thì em chẳng biết là xá cái nào của chị. Rồi sau tí lúc nào sau lúc nào chỉ có lúc bò. Lúc nào em cộng em chốt đơn thì cái nào là cái quần bò hay cái váy bò của chị thì em xả ra cho. Má dài này, dài của chị Bình Nguyễn nha. Dài của chị Bình Nguyễn này. Chứ bây giờ không nhớ nó là cái nào để nó xả ngay được đâu. Chỉ lúc nào chốt đơn thôi mới xả được. Con này là size cho bé 35-38kg mang vừa má tím cho em. 35-38kg mang vừa má tím cho em này. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 25-26-27kg mang vừa. Con này má bi nha. 25-26-27kg mang vừa má bi cho em này. Má bi nha. 30 cân đổ xuống mang vừa má thỏ này. 30kg đổ xuống mang vừa má thỏ. Chỗ này nó hết cái bé bé rồi. Cái này cho bé 12 cân này. 11-12 cân đổ xuống mang vừa má xanh nha. 11-12kg đổ xuống mang vừa. Có nghĩa là bây giờ em vứt để vứt chồng chất nó lên nhau rồi ấy. Bao giờ em soạn đơn em chốt đơn thì em mới bỏ được ra cho thôi. Chứ bây giờ em không tìm được đâu. Bao giờ chốt đơn ấy thì em mới bỏ được. Đây này. Các chị biết em cứ vứt nó như thế này này. Bao giờ em chốt đơn thì em mới nhặt của người nào ra người đấy. Đây các chị nhìn thấy là đấy. Cứ vứt chồng chất như thế này này. Thế đâm ra là không biết bây giờ có ai mới ai đâu. Đâm ra là cứ bao giờ em chốt đơn em thấy thì em sẽ bỏ ra cho. Bao giờ chốt đơn em thấy em bỏ ra cho nha. Rồi xanh của bà Suy Tuyển này. Ôi, tê cả chân rồi. Led wing nha, 18kg nha các bạn nha. 18kg mang vừa cái này cho em. Bạn nào lấy con này chốt cho em má than nha. 18kg mang vừa má than cho em. Con này là của mẹ nha các bạn nha. Form crop top của mẹ mặc nào mặc size S nha. Form crop top mẹ mặc size S má đen này. Má đen cho em nha. Con này chất bao thích cho em luôn nha. Nó vẫn còn nguyên cả cái dâu tem này này các bạn này. Đó, nguyên cả dâu tem luôn. Con này 18-20kg mang vừa, ai lấy cái này chốt rêu cho em. 18-20kg mang vừa má rêu cho em nha. Má rêu, giờ thì chỉ còn size nào thì bốc size đấy rồi. Má than cho chị dịu rùa này. Than cho chị dịu rùa nha. Một cái quần legging cho bé nha, nó làm zoom, nó có cúc ở đây này, rất là yêu luôn này. 14kg nha, 14kg mang vừa cái legging zoom này nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má đen nha. Chốt cho em má đen này, má rêu này. Rêu nha. Rêu cho bà Huyền Trang này. Rêu cho Huyền Trang nha. Con này chất co giãn thoải mái cho em. 30 cân đổ xuống mang vừa má túi cho em. 30kg đổ xuống mang vừa má túi nha. Má đen của Phạm Thúy đen đầu tiên, Huệ Nguyễn thứ hai nha. Con này là size cho bé 12 cân đổ xuống mang vừa má chó cho em nha. 12kg đổ xuống mang vừa má chó cho em này. Con này là size 130 cho con nhưng form đẩy lên cho các bạn nhé. Con này 25-28kg mới vừa nhá. Má sơ mi cho em nha. 25-28kg mang vừa má sơ mi. Má túi của... À đây đây, cái này là má túi. Túi là của chị Duyên Phạm nha. Chó của Huệ Nguyễn này. Chó của Huệ Nguyễn nha. Túi của Duyên Phạm, chó của Huệ Nguyễn này. Áo này mặc rất là thích luôn, là cổ 3 phân cho bé nha. 25-27-28kg mang vừa, con này chất mặc thích cực luôn. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má sọc nha. Má sọc cho em này. Má sọc nha. Sơ mi nha, sơ mi của Phạm Thúy lên đầu tiên này. Thi tuyển thứ hai nha. Áo này là cho bé nào mà khoảng độ tầm 22-23 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt hình cho em nha. 22-23kg mang vừa má hình này. Sọc của Phạm Thúy này. Sọc của Phạm Thúy nha. 22-25kg mang vừa má rêu. 22-25kg mang vừa má rêu cho em nha. Một cái body cho bé này yêu cực kỳ luôn. Con này là sơ sinh cho em nha. Nó là liền vớ cho các bạn nha. 5kg này. 5kg mang vừa cái này cho em. 5-6kg mang vừa. Ai lấy cái này nha. Chốt cho em má bèo nha. 5-6kg mang vừa má bèo cho em ạ. À. Má bèo nha.
32 cân đổ xuống mang vừa má lá cho em nha. 32 kg đổ xuống mang vừa má lá. Kẻ sọc em hết rồi. Má lá cho em nha. Có thấy nhưng mà chị lên sau thì em sẽ không đọc má nữa. Chị nào cứ lên sau thì em không đọc nữa. Cái quần này cho bé nào tầm 11 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em má bi vàng nha. 11 kg đổ xuống mang vừa má bi vàng cho em ạ. Má bi vàng nha. Cái này không ai chốt. Má lá cho Duyên Phạm. Ừ. Má lá cho Duyên Phạm không ai vừa. Có chị vừa thì chị sẽ ra ngoài mất rồi. Cái này xinh quá này, 13 cân nha các bạn. Nhưng cái ống tay nó bị lứt rồi nha. Cái này em tặng nha, mới cứng luôn mà ống tay lứt. 13 cân mang vừa, 14 cân mang vừa. Cái này tặng ai này, cái này chốt tặng cho em. 13, 14 ký mang vừa má tặng cho em nha. Con này size cho bạn nào mà tầm 25kg nha các bạn nha. 25-27kg mang vừa má mèo cho em, tặng cho Huyền Trang này. 25-27kg mang vừa má mèo cho em ạ. Má mèo nha. Cái này size cho bạn nào mà tầm 22 cân đổ xuống mang vừa. Cái này là hàng của con chó nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má chó này. Hiệu của con chó ấy. Má chó cho em nha. Cái quần này 14-15 cân mang vừa má cá cho em. 14-15kg mang vừa má cá cho em nha. Bi vàng của Hoàng Thắm nha. Chị Thanh Nguyễn sau này. Chó đâu rồi? Con chó đây. Chó của Phạm Thúy này. Má tặng là gì nhỉ? Hết rồi. Má tặng hết rồi. Con này là má gì không biết. Má cá. Cá của chị Thúy Bùi này. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 18 cân nha các bạn nhé. 18-20kg mang vừa, con này má lính cho em nha. 18-20kg mang vừa má lính cho em ạ. Con này size 18-20kg mang vừa má hổ nha. 18-20kg mang vừa má hổ cho em. Một cái váy size cho bé, con này không suông nha. Đầm suông cho em, rất là đẹp luôn. Con này size mẫu cho bé nào mà tầm 28kg đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má đầm, cực kỳ mới luôn. Má đầm cho em, má chó ăn hết rồi nha. Má đầm nha. Con này là size cho bé 13 cân đổ xuống mang vừa má đỏ cho em nha. 13 cân đổ xuống mang vừa má đỏ cho em. Má hổ cho Phạm Thúy này. Má hổ cho Phạm Thúy này. Má lính cho chị Dịu Rùa nha. Má lính á. Chẳng biết trai gái nhưng mà dáng đằng trước của nó ngắn đằng sau thì dài hơn nha. Trước ngắn sau dài. Có chị Dịu Rùa nha. Có chị Dịu Rùa này. Má đỏ này, đỏ cho Phạm Thúy này đầu tiên này. Má đầm của bà Si Tuyển này. Đầm cho Si Tuyển, Tuyển này. Con này là má gì đây? Má đỏ của ai? Má đỏ của Phạm Thúy này, má nính em hết rồi nhá. Con này size cho bé 18 cân đổ xuống mang vừa má xe cho em nha. 18kg đổ xuống mang vừa má xe cho em. 5-6-7kg mang vừa má body nha. 5-6-7kg mang vừa má body cho em ạ. Con này chất cực kỳ thích luôn, chất sợi cao su đấy. 18 cân đổ xuống mang vừa cho em. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má bi đỏ nha. 18kg đổ xuống mang vừa má bi đỏ cho em. Má đỏ à? Má cá này. Má đỏ nha, Phạm Thúy lên đầu tiên nha. Thúy Bùi thứ hai nha. Thúy Bùi thứ hai chị ơi, chị thứ hai. Len ring này là size cho bé 17kg mang vừa cho em. 17-18kg mang vừa má lâu cho em. 17-18kg mang vừa má lâu cho em. Má bi đỏ này của Phạm Thúy này. Bi đỏ của Phạm Thúy nha. Quần này net ring này, quần này xích này. Quần này size cho bé 13kg nha. 13-14kg mang vừa má sọc cho em nha. 13-14kg mang vừa má sọc cho em ạ. Má bi đỏ em hết rồi. Má bi đỏ em hết rồi. Quần á. Quần hôm trước tớ nai rồi. Tối hôm qua nay xả một buổi tối hôm nay mà còn chẳng ai người chốt luôn đấy, đọc thấy chốt đấy 4G. Đúng rồi, bao giờ dùng 4G cũng nhanh. Con này size cho bạn nào mà tầm 16kg nha các bạn nhá. 16 cân đổ xuống mang vừa má váy cho em này. 16 cân đổ xuống mang vừa má váy cho em ạ. 16 cân đổ xuống mang vừa nha. Bạn nào lấy con này chốt má xám cho em nha. 16 cân đổ xuống mang vừa má xám cho em. Má bi đỏ em hết rồi nha. Má sọc. Rồi, sọc của chị Bình Nguyễn này. Sọc của chị Bình Nguyễn nha. Sọc của Bình Nguyễn này. Má nâu. Nâu là gì? Lâu của Hoàng Thắm này. Lâu của Hoàng Thắm này. Má váy của Si Tuyển này. Váy cho Si Tuyển này. Váy của Si Tuyển này. Con này là má gì?
Con này má xám đúng không? Con này đẹp này. Hai con này đẹp. Con xám và con đen đều giống nhau hết. Má xám của chị Bình Nguyễn này. Xám của chị Bình Nguyễn. Cái chỗ là của ai? Cái này size cho bé 18 cân đổ xuống mang vừa má đen cho em. 18 ký đổ xuống mang vừa má đen. Em có quần tất mới cứng luôn nha các bạn nhé. Mới tinh luôn này. Nhưng mà cái này là size lớn nha. Size cho bé nào ở trên 30 cân. Chắc phải còn tầm 35-38 cân mới mang vừa cái quần tất này nha các bạn. Mới cứng luôn này. Đây nha các bạn nha. 38 cân nha. Mới mang vừa cái quần tất này cho em. Ai lấy cái này chốt quần tất cho em. Mới cứng luôn. Đen cho Phạm Thúy này. Đen cho Phạm Thúy. Một cái quần Alibaba cho con, quần này siêu đẹp luôn nha các bạn nha. Quần Alibaba cho bé này 16-17 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt họa tiết cho em nha. Chốt họa tiết cho em, quần tất cho Phạm Thúy này, quần tất cho Phạm Thúy nha. Bé trai chất cao su này, con này size cho bạn bé nào mà còn độ tầm 27 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con này chốt cho em má xám nha, má xám cho em ạ. Mười lăm cân đổ xuống mang vừa má cốm cho em. 15 cân đổ xuống mang vừa má cốm. Cốm họa tiết của chị Thúy Bùi nha. Họa kiết tiết của chị Thúy Bùi này. Con này size cho bạn nào mà tầm 13 cân đổ xuống mang vừa má trắng cho em nha. 13 cân đổ xuống mang vừa má xám à má trắng ạ. Má trắng nha. Má xám đấy là của con trai nha chị ơi. Xám. Rồi, xám này là của bé trai này, của chị bà Xì Zoom à bà Xì Tuyển lên nha. Si Tuyển lên trước này. Xám của Si Tuyển này. Cốm cho Phạm Thúy này. Trắng cho Thúy Bùi này. Trắng cho Thúy Bùi nha. Con này size cho bạn nào mà tầm 14 cân đổ xuống mang vừa má chó cho em nha. 14 cân đổ xuống mang vừa má chó này. Một cái legging nha. Cái chất này co giãn tích cực luôn. Ai lấy cái này 11 cân ạ. 11-12 cân đổ xuống mang vừa cái này má than cho em nha. 11-12 cân đổ xuống mang vừa má than cho em nha. Má than. Con này 22-24 kg mang vừa. Ai lấy cái này chốt sọc đỏ cho em nha. 22-24 kg mang vừa má sọc đỏ cho em này. Má sọc đỏ này. Má chó này. Chó đâu đúng chứ. Đây đúng rồi. Chó này. Chó này là của chị Thúy Bùi nha. Chó của chị Thúy Bùi này. Than này. Than của Huệ Nguyễn này. Than của Huệ Nguyễn nha. Huệ Nguyễn. Than của Huệ Nguyễn này. Cái này là size cho bé nào mà tầm 13 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má khỉ nha. 13 kg đổ xuống mang vừa má khỉ cho em này. Con này 18-20 kg đổ lại là mang vừa cho em. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má cá thì cái này nó trên hình nó toàn con cá với con khổng long luôn. Má cá cho em nha. Má cá. Con này size 22 cân đổ xuống mang vừa cho em dáng ôm nha. Bạn nào lấy cái này chốt sọc cho em. Rồi, má khỉ này, khỉ cho chị Thúy Bùi nha. Khỉ cho chị Thúy Bùi này. Thúy Bùi này. Cá này. Cá cũng của chị Thúy Bùi luôn nha. Cá của chị Thúy Bùi luôn này. Cái này size cho bạn nào mà tầm 10 cân đổ xuống mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt số 10 cho em nha. 10 kg đổ xuống mang vừa má số 10 cho em ạ. Con này là size cho bạn nào khoảng độ tầm 35-38 kg đổ xuống mang vừa má cam nha. 35-38 kg mang vừa má cam cho em, má khỉ em hết rồi. Cái này size cho bạn nào 18 cân đổ xuống mang vừa má hồng này. 18 cân đổ xuống mang vừa má hồng cho em. Số 10 của chị Thanh Nguyễn nha. Số 10 chốt cho chị Thanh Nguyễn này. Số 10 của chị Thanh Nguyễn này. Cái này size cho bạn nào mà tầm 11 cân đổ xuống, 12 cân đổ xuống mang vừa má mèo ống tay nỡ nha. 11-12 cân đổ xuống mang vừa má mèo này. Con này size cho bạn nào mà tầm 16-17-18 kg mang vừa con này má tím cho em nha. 16-17-18 kg mang vừa má tím này. 14 cân mang vừa má đen cho em. 14 cân mang vừa má đen cho em, má mèo cho Phạm Thúy này. Mèo cho Phạm Thúy nha. Mèo của Phạm Thúy này. Em hết mèo rồi, hết má mèo rồi. Cái này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 11 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt hình cho em nha. 11 cân đổ xuống mang vừa má hình nha.
legging này. Legging này 18 cân nha các bạn nhá. 18 cân đổ xuống mang vừa cái legging này nhá. Bạn nào lấy cái này nhá, chốt cho em má dài nha. 18 cân đổ xuống mang vừa má dài này. Má đen của chị Thanh Nguyễn nha. Đen cho chị Thanh Nguyễn này. Đen cho chị Thanh Nguyễn này. Hình của chị Thúy Bùi này. Hình của chị Thúy Bùi nha. Dài của Phạm Thúy này. Dài của chị Phạm Thúy này. Một cái body cho bé nha. Body này có con hà mã ở trên body đấy. 89 cân mang vừa cái body hà mã này nhé. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã body nha. 89 ký mang vừa mã body cho em. Cái đấy em hết rồi các bạn. Em có một cái áo phao jean mới 100% chưa qua sử dụng luôn rồi các bạn. Mới cứng luôn nha các bạn, nó rất mới luôn. Phao jean cho bé nha. Các bạn ra ngoài mua bao nhiêu tiền con này không? Nếu các bạn mua mới mấy trăm nghìn một cái áo phao này luôn. Nhưng mà các bạn mua hàng si ở những shop khác thì tao phải bán đến 7-80 nghìn một con này nha các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. 35 cân đổ xuống mang vừa con này cho em, bán 20 nghìn luôn này. Bạn nào lấy con này nhá, chốt mã 20 cho em này. 20 nghìn mã 20 cho em. Body của bà Duyên Phạm nha, quá rẻ luôn. Phao này các bạn mua ra mới cứng luôn, mới chưa qua sử dụng luôn đấy nha các bạn nhé. Đẹp cực luôn. Có một cái thì em bán rẻ nốt luôn. Duyên Phạm này. Rồi, 20 Phạm Thúy lên đầu tiên, chị Thanh Nguyễn thứ hai nha, chị Duyên Phạm thứ ba. Phạm Thúy lên đầu tiên nha. Quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Mua đâu một kéo phao với cái giá này. Hết, hết con đấy rồi nha các bạn ơi. Em có cái váy này em để lại cho con nhà em nhưng mà nó không có vừa nha các bạn nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Cái váy này em khui ở kiện váy ra, lần trước em bán cho bạn nào 70.000 mà bạn ấy có một chiếc cái này. Bạn ấy không thấy vào chốt nữa đây này. Đấy, từ đợt em bán cái kiện váy ấy nhá các bạn nhá, không thấy bạn ấy vào chốt nữa. Con này là size cho bạn nào mà nó là váy yếm nhá các bạn nhá, phối áo dài tay ở bên trong cho con này. Chất bao đẹp, nó là chất vải dạ nhưng đây nó là dạ mịn, dạ mát đấy chứ không phải là dạ dặm đâu nha các bạn nhá. Chất rất là đẹp luôn. Em tiếc em cho con em mặc vừa, con em mặc rộng nó không vừa. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm size 140 nha các bạn nhá. Con này form cho bé 30 cân đổ xuống nha các bạn nhá. 30 cân đổ xuống mang vừa cái con này cho em, xuất sắc con này cho em nha các bạn nhá. Bán 20.000 này, bạn nào lấy cái này nhá, chốt cho em má yếm nha. Quá đẹp luôn. Đúng rồi, mua mới nhẹ phải 20.000. Hôm nọ bà không xem, bà không chốt phao, hôm trước tôi bán đầu kiện mới có 70-80.000 một con. Đẹp cực luôn ấy. Bán rẻ là còn cái bán rẻ cho các bà luôn nha. Về. Rồi má yếm cho bà Duyên Phạm nha. Duyên Phạm lên đầu tiên. Con này đẹp em tiếc. Các bạn đi mua đầu kiện váy em phải bán đến 60-70.000 mà sau cuối cùng kiện váy bán thì lỗ chẳng được nghìn khỉ nào đã thế. Khách thỉnh thoảng lại cứ chốt được một cái hai cái thì cứ lưu đấy, xong cuối cùng lại bỏ ra xáo lỗ, chẳng được nghìn nào cả. Cái này của bà Duyên Phạm này. Mấy hôm tôi đi cách ly Covid. Duyên Phạm nha, 20.000 này. Con này nhá, size cho bạn nào? Hộp lọ em còn vứt hết cả vào trong bao đuôi cho khách ấy, phao những cái mà nó hơi bẩn một xíu ở trên ống tay bán 30.000 ở trên này, chẳng khách nào chốt thôi, cuối cùng ném hết vào hàng đuôi bán đa bàn hàng đuôi bán cho khách một bao đuôi có 250-300. Con này nhá, size cho bạn nào vào khoảng độ tầm 13 cân đổ xuống mang vừa má xe cho em này. 13 ký đổ xuống mang vừa má xe. Má xe nha. Con này cái hình nó hơi bị nứt rồi nha các bạn, nó rất là đẹp nhưng cái hình nó nứt rồi, các bạn kéo ra là các bạn thấy vết nứt nha. Cái này em tặng cho các bạn nha. 14-17 ký mang vừa cái này tặng này, ai lấy cái này chốt cho em má tặng nha. 14-17 ký mang vừa má tặng cho em này. Con này hàng hiệu của con này hàng hiệu của Levi's nha. Con này hiệu Levi's cho em 16-17 ký mang vừa má hiệu cho em. 16-17 ký mang vừa má hiệu cho em nha. Má xe của chị Thúy Bùi nha, xe của chị Thúy Bùi này. Đấy, điện thoại nó đổ xuống nó rồi. Xe của chị Thúy Bùi này. Thúy Bùi này, má tặng này, má tặng là cái khỉ gì nhỉ? Cái này tặng của chị Thanh Nguyễn này. Tặng của chị Thanh Nguyễn nha. Thanh Nguyễn này. Hết má tặng rồi, má hiệu, hiệu của Huyền Trang này. Hiệu cho Huyền Trang này. Đừng có bà nào rời like vậy nha. Em like một tí nữa sau
em còn cái gì em tặng cho Lốt này, Huyền Trang này. Không, các bạn rời nay thôi, các bạn lại chẳng được cái tặng nào lại thiệt. Con này nha, size các bạn nào mà khoảng độ tầm 35 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này nha, chốt cho em mã hồng nha. 35kg đổ xuống mang vừa mã hồng cho em nha. Ờ, đầy cái lai ra đẹp ấy, gạ khách lấy chẳng khách nào lấy, sau cuối cùng ấy cứ thấy đơn ai mà thấy có cái gì thiệt thiệt một tí thì lại bỏ vào tặng cho khách, cái em đẹp hơn cả khách mua cơ. Em tính em có thế mà. Con này nha, size cho bé nào 18-22kg mang vừa, cái này cho em dáng ôm body nha, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã hình nha. Mã hình cho em nha. Mã hình nha. Còn mã. Ôi, cái này xinh quá mà lạc loài từ đầu giờ chẳng like, hôm qua còn chưa sờ đến cái này luôn sao này. Cái này 22 cân đổ xuống mang vừa, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã áo nha. 22kg đổ xuống mang vừa mã áo cho em nha. Mã áo này. Cái quần này netting cho con này, cái này mặc thoải mái cho con nha, chất co giãn thoải mái, nó có bị một tí bẩn ở đây thôi nha các bạn nha, một chấm bẩn nhỏ đây. Cái này tặng này, 18 cân nha các bạn nha, 18-19 cân đổ xuống mang vừa, cái này tặng này, ai lấy cái này chốt cho em mã lỗi này, mã lỗi cho em nha. Một cái quần con nhện hay con siêu nhân gì đấy, quần nhện hay là siêu nhân gì thế này, 18-19kg mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em mã nhện nha. 18-19kg mang vừa má nhẹ cho em, má tặng là gì nhỉ? À, tặng là cái này, tặng của chị Thanh Nguyễn, má áo của chị Nguyễn, của chị Bình Nguyễn nha. Tặng của chị Thanh Nguyễn. Ơi, điện bị trả thoại nó trên này. Điền hết cả người, nó dùng có người nhắn tin vào cái là nó lại chết. Áo của chị Bình Nguyễn này. Áo đâu nhỉ? Áo của chị Bình Nguyễn nha. Áo của chị Bình Nguyễn này, nhện, nhện của Phạm Thúy này. Má nối em hết rồi. Một cái quần form kiểu như thể thao, con này hàng hiệu của Liverland nha, Liverland cái gì đây này. Quần này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 14kg mang vừa, quần này cho em, ai lấy cái này chốt cho em má túi nha. 14kg đổ xuống mang vừa má túi cho em này, má túi nha. Xem có con gì nó hay hay ở này. Má túi này, túi cho Mộc An này. Túi cho Mộc An này. Hết rồi nha các bạn ơi. Hết rồi nha. Sau bây giờ còn ít em tặng cho các bạn này. Quần này là size cho bé 11-12 cân nha các bạn nha. 11 cân thôi. 11 cân đổ xuống mang vừa. Tặng nha các bạn nha. Ai lấy chốt má lâu cho em. Còn ít em tặng nốt cho này. Má lâu cho em nha. Má lâu cho em tặng nha. Bây giờ là tặng nha. Chứ không có lấy tiền nha. Tặng này. Con này là size cho bạn nào mà tầm 18-19 cân đổ xuống mang vừa. Má sao cho em. 18-19 cân đổ xuống mang vừa má sao cho em. Tặng cho Mộc An này. Tặng cho Mộc An nha. Tặng của Mộc An này. Má sao cho em nha. Má sao. Má sao nha. Sao tặng cho Huyền Trang này. Sao tặng cho Huyền Trang nha. Con này là size cho bạn nào mà tầm 15 cân nha các bạn nha. 15 cân quay đầu cho em này. Bạn nào lấy cái này chốt má xe cho em nha. 15 cân đổ xuống mang vừa má xe cho em, một cái body cho em. 10 cân đổ xuống mang vừa má body cho em nha. 10 cân đổ xuống mang vừa má body cho em này. Một cái legging cho bé này, cái này quần ngố chứ không phải legging đâu. Quần ngố vải bò mềm cho em nha. Con này là size cho bé 12-13 cân đổ xuống mang vừa má ngố cho em. 12-13 cân đổ xuống mang vừa má ngố này. Xe tặng cho chị Thanh Nguyễn này. Xe của chị Thanh Nguyễn nha. Xe tặng cho chị Thanh Nguyễn này, body tặng cho bạn Sit, body là có Huệ, à đâu, ở body tặng cho Huệ Nguyễn này, Huệ Nguyễn này, body tặng cho Huệ Nguyễn nha, cái này là má gì nhỉ, má ngố đúng không, má ngố này, ngố cho Kiều Anh này, ngố tặng Kiều Anh này, ngố tặng Kiều Anh nha, con này size lớn lắm. Size này cho mẹ nha các bạn nha.
Mè nào tầm 42 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này nha, chốt cho em má má mẹ này. Má mẹ cho em nha. Cái nét ginh này sai cho bé 12 13 cân đổ xuống mang, 12 13 cân đổ xuống mang vừa má sọc cho em. 12 13 kg đổ xuống mang vừa má sọc. Kể các bạn nào mà chết chân chốt trên nai chẳng được cái tặng nào thì sau chốt đơn em khác tự bỏ tặng vào cho các bạn nha. Con này sai cho bạn nào mà tầm 12 cân mang vừa má sao cho em. 12 cân đổ xuống mang vừa má sao cho em. Má mẹ tặng cho Duyên Phạm này. Đấy, vừa nói xong bởi em chẳng được cái nào. Tặng cho Duyên Phạm nha. Sọc, sọc của bà sọc tặng cho Si Tuyển nha. Em tặng đều ở trên nai đấy. Em tặng đều trên nai. Si Tuyển này. Tặng cho Si Tuyển này. Má sao này. Sao này là của bà chị nào chưa được. Chị nào chưa được, chị Thúy Bùi chưa được đúng không? Sao tặng cho chị Thúy Bùi này. Sao tặng cho chị Thúy Bùi nhá. Con này size 140 này, nhưng mà form này form nhỏ thôi. 30 form này chỉ 25 đến 28 cân thôi nha. 25 đến 28 kg mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt cho em má 140 nha. Má 140 này. Má 140 ạ. Con này size 140 tiếp này. Con này thì form 35 cân. 32 35 kg mang vừa. Con này cho em, bạn nào lấy cái này chốt sọc cho em nha. Chốt sọc cho em, chốt sọc cho em, chị nào chưa được. Chốt sọc cho em 140. 140 của chị nào chưa được nào. Xem nào. 140 tặng cho chị Bình Nguyễn này. 140 tặng cho chị Bình Nguyễn nha. Sọc, sọc tặng cho Phạm Thúy này. Phạm Thúy này. Cái con này nó là di lê nha các bạn nha. Di lê 18 cân đổ xuống mang vừa. Con này ai lấy cái này nha, chốt di lê cho em này. 18 kg đổ xuống mang vừa má di lê. Em thích size to à? Má di lê nha. Đây, tìm không có cái nào size to nữa không. Má di lê này. Di lê này. Di lê này của Duyên Phạm nha. Di lê Duyên Phạm lên đầu tiên này. Gine Duyên Phạm này. Con này size lớn này. Con này 38 cân đổ xuống mang vừa. Con này cho em, bạn nào lấy con này chốt cho em mã xanh nha. 38 kg đổ xuống mang vừa mã xanh cho em. 25 28 kg mang vừa mã đỏ nha. 25 28 kg mang vừa mã đỏ cho em nha. Mã đỏ cho em này. Hết Gine rồi. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 18-20 cân mang vừa form ngang. Bạn nào lấy chốt sọc cho em. Chốt sọc cho em xanh cho bà Si Tuyển này. Xanh cho bà Si Tuyển nha. Hết xanh rồi. Facebook mất tương tác. Khách không chốt được. Cách duy nhất để mà bán được hàng là chỉ có bán rẻ thôi em ạ. Thì mới bán được hàng. Chỉ có bán rẻ và bán lỗ là bán được hàng thôi. Má đỏ này, đỏ của chị Bình Nguyễn này. Đùa thôi. Nói thật là đợt này Facebook nó mất tương tác ấy. Bán hàng chẳng có người xem luôn ấy. Bán chán lắm, thế đâm ra là bán hai hôm không cả đủ. Không cả đủ vốn cho một kiện hàng. Hôm nay chấp nhận bán lỗ để cho đủ. Để cho xả cho đủ thu, đủ vốn về thì thôi. Xả. Sọc này. Sọc cho Huệ Nguyễn này. Sọc cho Huệ Nguyễn này. Một cái body cho bé này. Body này size lớn đấy. Một body size lớn cho con này. Body này 12 cân nha các bạn nha. 11-12 cân mang vừa. Ai đấy chốt body cho em nha. 11-12 cân mang vừa má body cho em. Đấy, phải làm như vậy thì mới bán được hàng. Vừa bán được hàng mà vừa nhanh hết hàng. Hàng đỡ bị chật nhà. Con này 18 cân mang vừa cho em mã sao này. 18 kg mang vừa mã sao cho em. Còn ít thì có tặng hết cho các bạn đi. Cái này sai cho bạn nào mà 14 cân đổ lại mang vừa má gấu cho em này. 14 cân đổ xuống mang vừa má gấu cho em này. Body cho Huệ Nguyễn này.
Chị ghét nhất là nhìn thấy hàng tồn ở trong nhà, chị ghét lắm, thật đấy. Nhiều khi á, chị khui kiện hàng ra, chị nhìn thấy lỗi, chị bắt buộc là chị phải bán đi. Bắt buộc là chị phải bán đi, bán thấy lỗ rồi nhưng mà phải bán đi, nhìn cho nó ngứa mắt, nhìn xong mà làm cái khác. Làm cái khác chứ bây giờ em cứ ôm ở trong nhà, ôm một đống hàng ở trong nhà. Em cứ lai hết ngày này sang ngày khác cũng vẫn như thế thôi. Nay thấy nó chậm lắm, nó bực mình lắm, như thế là chị không có làm được. Chị mà bán hàng nhá, chị một nay là chị phải bán, cảm giác như là chị phải hòm được tiền rồi. Cái thứ hai là chị lần sau là chị xả, lần sau là xả, là có nghĩa là chị chỉ nay hai chim mà chị phải hết được một kiện hàng. Chứ nếu mà để lên 3 ngày mà 3 4 ngày mà không hết được một kiện là chị thấy điên lắm. Đâm ra là lỗ là cũng xả luôn để bán cái khác, bán cái khác. Thì biết đâu là mình sẽ lại gỡ được cái vốn lỗ đấy của mình về cho mình. Thế đâm ra là chứ không bao giờ để hàng tồn trong nhà, tôi ghét nhất là hàng tồn trong nhà luôn ấy. Mà sao là khỉ gì nhỉ? À cái đen này, sao này, sao sao cho bà Huyền Trang này. Huyền Trang này. Gấu này, gấu cho Kiều Anh này. Thế đâm ra này em biết vì sao không? Thế đâm ra chị bán hàng 4 năm nha, chưa bao giờ nhìn thấy nhà chị có hàng tồn ở trong nhà đâu, không bao giờ có hàng tồn. Từ nhất là cái nhất, không bao giờ có hàng tồn ở trong nhà luôn. Đã bảo chị đã bảo rồi, lỡ chị cũng bán đi chứ để làm gì trong nhà cho nó tồn nhà ra, để đây cho chật nhà ra cho nó nhìn nó ngứa mắt thật đấy, nhìn ngứa mắt lắm, nhìn nó đau đầu ấy. Đã lỡ rồi mà là cứ phải nhất ngày phải nhìn thấy nó nù nù ở trong nhà nó đau đầu. Thật ra là lỗ là phải bán. Con này nhá, tặng nhá, 14-15 kg mang vừa má váy cho em, 14-15 kg mang vừa má váy cho em. Cấu con gái đóng mình thoải mái ok. Cái chất này co giãn thoải mái mặc thích này. 13 cân mang vừa cho em, 14 cân, 13, 14 cân mang vừa mã gel cho em. 13, 14 ký mang vừa mã gel cho em nha. Con này size cho bé 12 ký mang vừa mã trắng cho em. 12 ký mang vừa mã trắng cho em nha. Mã váy này. Váy tặng cho chị váy cho Phạm Thúy này. Váy cho Phạm Thúy nha. Gel Mộc An này. Rêu tặng cho Mộc An này. Nhiều bạn em thấy điện mới chặt thoại nữa. Nhiều bạn em thấy cứ cảm như tiếc ấy, cứ nai cứ cố để nai nhá. Em đảm bảo khách nhìn vào người ta cũng thấy chán. Các bạn cứ để ý xem. Bây giờ hôm nay em nai cái này, hôm ngày mai em lại nai cái này, nai lại cái đấy, ngày kia em lại nai lại vẫn chỉ có thế. Các bạn nhìn cũng các bạn cũng thấy chán đúng không? Thế đồng gian là chấp nhận lỗ đi để bán sang cái khác, để mình gỡ sang cái khác, chứ cần gì phải là cứ phải là cái đấy, nhìn nó đỡ không, nhìn nó đỡ ngứa mắt. Rồi trắng cho Huyền Trang nha. Quần legging cho bé này, 18-20 kg mang vừa. 18-19 kg mang vừa thôi, là bạn nào lấy con này chốt cho em mã dài nha. 18-19 kg mang vừa mã dài, 13 cân đổ xuống mang vừa mã hồng cho em. 13 cân đổ xuống mang vừa má hồng cho em này. Một cái áo đi ngủ cho con này, xinh không này. Một cái áo mặc đi ngủ cho bé nhá. Cái này là size cho bạn nào mà tầm 16-18 cân mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má chim. Má chim cho em nha. Má dài này, dài cho Si Tuyển này. Dài cho Si Tuyển này. Dài cho Si Tuyển này. Hồng này, hồng cho Kiều Anh này. Hồng cho Kiều Anh này, hết má hồng rồi. Chim. Có mà, vứt xóa kìa. Không nai, nai bằng cái đấy phải ngồi ghế thôi em ơi. Nai đấy phải ngồi ghế, chị đấy cứ tận ngồi quen này, quen rồi. Chim cho chị Bình Nguyễn này. Chị mua cái bộ đấy 400 ngàn, em xóa kìa. Cái bộ đấy chỉ dành cho test hàng ở bên ngoài thôi, chứ ở trong nhà thì lười dùng lắm, cứ tự dưng lại cắm ra cắm vào lười lắm. Thế là ra chỉ chẳng like à, chẳng cắm, cứ toàn để vào. Cái này nha, size cho bạn nào còn độ tầm 16-17 kg mang vừa má đen cho em nha. 16-17 kg mang vừa má đen cho em này. Có một cái size to đủ. Cái này nha, size cho bạn nào còn độ tầm 40 cân, 38 cân đổ xuống mang vừa má xe cho em này. 38 ký đổ xuống mang vừa má xe cho em nha. Đen cho Huyền Trang này. Đen cho Huyền Trang nha. Quần này size cho bé 12-13 cân đổ xuống mang vừa, ai nấy chốt kẻ cho em nha.
12 13 kg đổ xuống mang vừa má kẻ này. Con này size cho bạn nào mà tầm 30 cân đổ xuống mang vừa má tím nha. 30 cân đổ xuống mang vừa má tím cho em nha. Má tím này. Con này 14 cân đổ xuống mang vừa nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má hoa nha. 14 cân đổ xuống mang vừa má hoa cho em này. Má kẻ cho chị Duyên Phạm này. Kẻ cho Duyên Phạm này, tím cho Suy Tuyển này. Tím cho Suy Tuyển này. Hoa cho Mộc An này. Rồi, hết rồi nha mọi người ơi. Hết rồi. Rồi nha mọi người nha, em kết thúc này ở đây nha. Để chốt đơn nha, nếu mà chiều kịp thì em cắt cái kiện hàng mic kia ra, siêu đẹp cho các bạn. Tại vì hàng này đã test ở trên kho rồi. Thế nên là nếu mà kịp thì tối em sẽ like, còn nếu không kịp thì để ngày mai nha các bạn nha. Sắp tới là em sẽ về hàng Lý Nhung. Hàng Lý Nhung thì các bạn nào năm ngoái đã mua của em rồi thì biết rồi đấy. Cực kỳ đẹp luôn mà cực kỳ mới. Mà không thể chê được đâu, Lý Nhung nha các bạn nha. Em về mấy kiện liền luôn để bấm ra like lẻ cho khách hết. Rồi má hoa hết rồi nha. Lý Nhung thì nó sẽ có nhiều size nhỏ. Nó sẽ có những cái áo gấu bông bông chất như là chất body ấy. Chất rất là thích cái chất nó là chất bông với mọi người ạ. Chất xuống lắm. Mặc áo đấy thì vừa nhẹ cho con mà không cần phải máu phao. Riêng mặc những cái đồ đấy không cần phải máu phao. Giống như con nhà em có cái bộ Lý Nhung nha. Bà chị bà mua ở bên Trung Quốc cho nha. 1 triệu một bộ Lý Nhung đấy. Hai đứa hai bộ, nhưng em nói thật với các bạn nha. Trời rét đại Hàn, con nhà em chỉ cần mặc đúng một bộ đấy thôi. Mấy cái năm trước nó rét đậm rét hại đấy nha. Chỉ mặc một bộ đấy thôi nha. Nhưng mà siêu ấm luôn, không cần mặc cái gì khác. Con còn suốt ngày bắt mặc cái này, mặc cái này nóng không chịu được, nó còn nóng nó còn kêu cơ mà. Mặc Lý Nhung rất chi là ấm, còn ấm hơn cả nen. Nen ấy nhiều khi nó gió vẫn lùa được vào qua, nhưng riêng Lý Nhung không lùa được qua. Con nhà em á, mùa đông tinh mặc áo Lý Nhung nữa, không bao giờ mặc áo len luôn. Ấm lắm, riêng Lý Nhung cực kỳ ấm luôn. Mà lại còn nhẹ. Tối chắc lại là kiện mic. Kiện mic này tớ test ở trên kho rồi, đẹp. Vẫn vứt ở bên ngoài, chưa có soạn được ra. Bây giờ là đang chốt đơn cho các bà luôn. Chốt đơn, ai đổ đơn thì em sẽ đi đơn cho các bạn. Chứ em sẽ không new đâu nha các bạn nha. Không new đâu, new này em sẽ bị đọng lại vốn. Đâm ra em sẽ không còn new hàng được lâu cho mọi người. Ai cứ đủ đơn là đi đơn. Các bạn như thế là các bạn vừa nhẹ được tiền ship cho mọi người. Mà cũng đi luôn cho mọi người luôn. Còn nếu mà các bạn cứ đọng các bạn cứ tồn nhiều vào, nên lúc cái thứ nhất là các bạn sẽ sót tiền, cái thứ hai là tiền ship sẽ nhiều hơn, các bạn sẽ sót hơn. Thế đông ra là em cứ đủ đơn này em sẽ đi cho các bạn nha. Ship thì nó cũng chỉ có từng đấy thôi, càng nhiều ship là càng cao, càng nặng cân thì ship nó lại càng cao mà. Thế đông ra là cứ đủ đơn là đi đơn nha mọi người nha. Rồi bye bye mọi người, ai có đơn thì inbox qua cho em. Đơn mới đơn cũ đều phải inbox nha. Không làm sao đến lúc em lại nằm sót ra đấy. Cô giáo nắm bạn nha, chết thôi. Em nằm sót đến khoảng độ chắc phải 4-5 ngày sau em mới nhớ ra, em mới lại đi để gửi hàng, tại vì nó nhiều hàng lắm. Rồi nha, bye bye mọi người nha. Ồ, trong cái kiện Lý Nhung nó có cả áo da đấy. Đông ra bà nào mà hóng Lý Nhung, em săn mãi mà không được cái kiện áo da của trẻ con. Đắt thì đắt thật đấy, nhưng mà săn không có được các bạn ạ. Áo da chuyên một kiện của nó toàn áo da thôi. Nhưng mà nó giá nó nhập vào nó cũng cao lắm. Nhưng mà toàn áo da đẹp cho con thôi, mặc hàng hiếm mà. Nhưng mà không có săn được. Đợt tới về mà có thì em sẽ làm một kiện áo da mở cho khách, để mở cho các bạn mua cho con mặc Tết. Không cần phải đi mua đồ mới, riêng áo da. Tại vì con nhà em cũng có từng bớt ở trong cái kiện Lý Nhung ra cái áo da cho thằng trẻ con nhà em năm ngoái em bớt ấy. Các bạn đi ra ngoài mua mấy trăm nghìn một cái áo da ấy luôn. Nhưng mà đẹp lắm, mặc để từ năm ngoái năm nay không sao hết, chất xuống cực luôn. Rồi nha, em nghỉ nay nha các bạn nha. Có đơn thì inbox qua cho em, đơn mới inbox nha.